mình không có quyền để mà ngăn cản anh ấy đi ở bên ngoài. Anh ấy sẽ bảo là cô là cái quái gì hay là bà là cái quái gì, đúng không? Ở đây mình cơ bản mình phải xác định mình là ai. Bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Long An. Alo, Long An đâu ạ? Dạ, anh em ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì vậy? Câu hỏi của em là em năm nay em 45 tuổi, nhưng mà hiện giờ em đang sống với một người là 35 tuổi. Rồi. Mà anh một năm rồi, anh ta lúc đầu em không biết anh ta có vợ ở bên ngoài. Nhưng mà bây giờ em hay ra là anh ta có vợ bên ngoài rồi, nhưng mà em đang ở trong nhà của anh ta, em đang nuôi vợ của anh ta bệnh. Rồi em định là rút lui, nhưng mà em rút lui, em nói một lần đầu thì anh ta không chịu. Em nói một lần thứ hai anh ta không chịu nữa, nhưng mà anh ta rất là quan tâm, lo lắng cho em. Nhưng mà giờ em không biết sao nên rút lui hay không, mà hiện giờ em đang chăm vợ anh ta bệnh, là vợ lớn anh ta đó. Nhưng mà anh ta đã có người bên ngoài em không hay. Nhưng mà cái tình tay ba này em thấy nó khó chịu quá à. Em muốn xin chương trình cho em một lời khuyên coi mình nên rút lui hay là ở lại trong nhà đó. Em cũng không biết sao. Vợ anh ta bị bệnh gì? Anh ta bị bệnh tai biến, bị liệt nửa thân người đó. Chị thì ơi, em đã chăm vợ anh ta nay là 3 năm rồi. Nhưng mà tình cờ là em đến nhà anh ta là... Em đến với anh ta là em sống nay 1 năm rồi. Mà anh ta rất là quan tâm, rất là lo lắng cho em từng miếng ăn luôn á. Nhưng mà em thấy tình tay ba này khó chịu quá. Nhưng mà trước khi đến đó là em không biết là anh ta ở bên ngoài đâu có vợ có con. Nhưng mà có người ở bên ngoài có đứa con rồi nữa. Rồi anh ta cứ giờ cứ bắt cá người ta như vậy. Em đòi rút lui thì anh ta không chịu. Tôi chưa hiểu cái câu hỏi của bạn. Tôi có thể tóm tắt lại như sau được không? Tức là vợ anh ta, vợ chính thức của anh ta thì đang bị tai biến. Và nằm một chỗ. Và không biết gì. Không biết gì hết. Bạn thì là người chăm sóc cho vợ anh ta. Và cặp bồ với anh ý. Thế anh ta lại còn có một người khác ở bên ngoài nữa. Trước khi đến với em. Thế thì cái đâu phải tay ba, tay tư đi chứ. Đúng không? Tức là cùng một lúc anh ta có 3 người phụ nữ. Đúng không? Có vợ và có 2 người tình bên ngoài. Một người tình là bạn. Coi như là người giúp việc luôn, đúng không? Cho vợ anh ta nuôi nấng trong nhà. Còn anh ta có vợ, có con bên ngoài nữa, có người tình và có con cả bên ngoài nữa. Anh ta có quan tâm cái người vợ mà đang bị tai biến nằm một chỗ không? Có 2 đứa con. Có 2 đứa con? Dạ. À thế à, rồi. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, xin chào. Mình năm nay 45 đúng không? Mình đã có gia đình bao giờ chưa? Em hả? Em đã ly hôn rồi. Em ly hôn 4 năm rồi. Ly hôn 4 năm rồi. Rồi rồi. Thế các cháu, nhà mình có con không? Có nuôi con không? Em có 2 đứa con, mà 2 đứa con em lớn hết rồi. Lớn gia đình hết rồi. Ôi dồi ôi. Bà nội với bà ngoại rồi đúng không? Mình có làm ăn gì không? Thì hiện tại thì em vẫn đang đi làm ở nhà của anh ta đó. Đang đi làm nhà anh ta, tức là anh ta thuê mình về làm giúp việc đúng không? Anh ta thuê em chăm bệnh. Thế rồi rồi, thuê chăm bệnh. Đấy, việc đầu tiên là đến với mình không phải là vì yêu đương gì, mà đầu tiên là thuê một cái bà 45 về rửa giấy rồi chăm lo cơm nước cho cái bà mà vợ kia liệt đúng không? Thế xong rồi anh ấy bảo anh ấy yêu mình à? Rồi anh đến là anh nói là cũng như là anh gắn vợ lâu ngày quá rồi, hai người sống chung một nhà. Rồi hiểu rồi. Tức là vợ kia thì nằm liệt chả làm ăn gì được. Đấy, anh ấy thì thương thật. Nhưng mà lâu rồi anh ấy không có vợ, chả làm gì. Thôi thì mình là giúp việc thì nhân tiện cho anh tí đúng không? Thế là mình là người giúp việc, lĩnh lương giúp việc. Nhưng mà lại kiêm thêm cái món phục vụ ông chủ cái kia nữa. Thế rồi dần dần là nảy sinh tình cảm. Mình làm cái đấy mình có thích không? Nhưng mà ví dụ phục vụ ông chủ thế mình có thích không? Mình có thấy rằng nó có tình cảm không? Gia đình anh ta cũng biết nữa anh. Cha mẹ anh ta biết, anh ta gia đình cha mẹ anh ta vẫn chấp nhận. Nhưng mà cha mẹ anh ta là không chấp nhận cái cô vợ nhỏ ở bên ngoài, anh ta không vợ, cha mẹ anh ta không đồng ý. Rồi. Đó là anh ta chấp nhận em. Thứ nhất đấy. Cha mẹ anh ta chấp nhận em. Cha mẹ anh ấy chấp nhận em bởi vì mất cái gì đâu. Hiện nay là chăm con dâu người ta, đáng lẽ thì cháu người ta phải chăm hoặc là gia đình phải chăm, mình thì đã chăm rồi. Hai nữa là con mình là con trai, vợ nó ốm nằm đấy, lại có cái bà này bà lại còn cho nó nữa thì để níu chân bà ở đấy để bà làm nó có trách nhiệm hơn. Mình phải xác định cơ bản là mình ở ai trong cái lòng người ta.
mình là một cô giúp việc kiêm thêm cái món tình cho không biếu không, thì chả có ông nào ông chả chăm chiều bác giúp việc, chả lo cho từng bữa ăn giấc ngủ, bởi vì thay mặt mình để chăm vợ người ta xong lại ngoài ra lại rảnh rỗi lại làm cái món kia nữa, thì ông ấy chăm là đúng rồi. Thế nhưng mình thì một là một mai. Nhưng mà giờ em không biết nên rút lui hay không, mà em rút lui thì anh ta không đồng ý. Anh ta cũng lo lắng cho em từng miếng ăn, anh ta lo dữ lắm. Được, mình một thì rút lui thì cứ rút lui, chứ việc gì mà mình đi làm mà ăn mà mình lại còn phải đi đợi người ta đồng ý, đợi mình lo. Thế còn nếu như mình cũng có thể ở đấy, nhưng mà đừng có hy vọng gì lớn nhé. Ở đấy cứ yên tâm với việc là tháng mấy triệu tiền lương giúp việc, cộng với việc thôi thì anh ấy đòi thì mình cũng thích, thì đôi bên là dạng cho nhau. Đừng có dạng là đi ghen tuông với anh ấy rằng là anh vợ hai, vợ ba, đừng coi đây là một cái tình tay nọ tay kia. Đó, đúng không? Mình không có quyền để mà ngăn cản anh ấy đi ở bên ngoài. Anh ấy sẽ bảo là cô là cái quái gì hay là bà là cái quái gì, đúng không? Yeah, yeah. Ở đây mình cơ bản mình phải xác định mình là ai. Nếu thật sự mình mong muốn, 45 tuổi các cháu lớn rồi, mình nghĩ rằng mình cũng còn trẻ, biết đâu mình gặp được một người đàn ông nữa, mình đi bước nữa, mình có cái đoạn đời sau rất là vui, rất đàng hoàng, thì mình phải rút ra. Phải rút ra, mình phải đi làm công ty cũng được, đi làm ở quán cà phê cũng được, đi làm thuê ở siêu thị cũng được, mình ăn mặc váy vóc tươi tắn son phấn một tí, rồi tham gia câu lạc bộ này khác, dưỡng sinh dưỡng siếc, để rồi ở đấy cơ hội mình gặp một bác 55 tuổi chuẩn bị về hưu, vợ thì chết lâu rồi, con thì định cư ở nước ngoài, vân vân, người ta có hiểu biết là chăm lo cho mình rồi mình đấy, mình phải biết mình cần gì và mình là ai. Còn thì bây giờ cứ cơm thì no, đã có nhà anh no, lương tháng thì có, ngoài ra thỉnh thoảng anh lại đòi một tí, thế là mình cũng vui. Rồi mình cứ vì cái vui trước mắt mà mình đánh mất cả một trời, mà cho mình thọ 100 ấy, là mình còn 55 năm nữa đấy. Không lẽ cứ đi chăm vợ người ta, mai kia ngộ nhỡ trời bắt tội vợ anh đi sớm thì người ta cũng thải loại mình, chứ mình cứ ở đấy mãi được à, đúng không? Rồi lúc ấy anh sẽ đón cái cô vợ mà ở bên ngoài mà có con với anh ấy về. Hiện nay chẳng hạn cái bà vợ cũ mà chính thức cái kia, về mặt danh nghĩa thứ nhất là bà ấy cũng còn đang ốm nằm đấy, rồi con cái thì nó cũng lớn rồi cho nên anh không nỡ gì, nhưng mà anh cũng đã xác định cho tương lai rằng chị tai biến thì sớm muộn cũng không có hạnh phúc, hoặc là cũng có thể đi sớm, cho nên anh đã lo việc là anh ấy kiếm một cái bà vợ ở bên ngoài đấy, còn mình thì là cô giúp việc và có làm thêm cái món kia thôi nhá, mà làm thêm không công, mình xác định mình như thế. Hãy lo đến tương lai xa hơn là nghĩ đến chuyện cứ mỗi lần được gần gũi để thấy nó thích thích, chuyện thấy nó vui vui nhá. Rồi bạn đã nghe rõ rồi chứ? Xin chào bạn nhé. Cảm ơn anh Đinh Đoàn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Đồng Nai. Alo, Đồng Nai đâu ạ? Dạ alo. Tôi đang nghe đây ạ. Câu hỏi của bạn là gì? À anh ơi, cho em hỏi bác sĩ tư vấn thì em ấy, thằng cu em ngày xưa nó lên 4 tuổi mà nó bị viêm tinh hoàn này. Mà một bên của thằng cu em nó một bên to một bên nhỏ, mà có cái lúc mà nó 8 tuổi ấy, là nó teo một bên, thế em cho nó đi mổ ấy. Đi mổ mà bác sĩ nó kêu là ý là mổ để ấy lại ấy, mà bây giờ kiểu là nó cứ một bên to một bên nhỏ, em hỏi sau này chứ không biết nó có ảnh hưởng về con cái không biết. Bây giờ cháu năm bao nhiêu tuổi rồi? Bây giờ cháu năm nay nó 13 tuổi rồi, vậy nên nó cũng tuổi, bây giờ nó tuổi nó lớn thì mình cũng nó nhạy cảm nên mình cũng khó. Có kiểm tra được không? Ý là kiểm tra thì vẫn kiểm tra được, nhưng mà nó một bên to bên nhỏ ấy, ý là mình sợ đến lúc bây giờ là cháu nó dậy thì chưa? Chưa, ý là nó chưa, nhưng mà ý là sợ 1-2 năm nữa nó lớn tí mình cũng lo ấy, mà đi khám thì người ta bảo là không việc gì, nhưng mà ý là cũng lo ấy, một bên to bên nhỏ. Hồi 4 tuổi nó đã bị viêm tinh hoàn rồi đúng không? Vâng ạ. Viêm do cô quay bị hay là viêm do làm sao? Hay là tự nguyên hồi cu em nó bị sưng lên này, nó bị sưng lên này em cho ra viện. Rồi. Và cái chính bên sưng bây giờ nó teo nhỏ đi đúng không? Vâng. Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ trả lời câu hỏi mà bạn vừa nêu nhé. Vâng. Ơi chị chào em. Vâng, em chào chị. Thế cái hồi mà em đưa cháu đi khám ấy, thế xong là mổ ấy. Thì là mổ bên nào? Ý là mổ bên phải ạ. Thế cái bên phải bây giờ là teo nhỏ à? Vâng, bên phải nó nhỏ hơn bình thường vậy ạ. Hồi đấy em cho bệnh viện thành phố Nhi Đồng là người ta bảo là cái
cái hòn của nó chạy xuống, người ta mổ người ta kéo lên. À, tức là nó bị xa xuống dưới ấy, cho nên là bây giờ người ta phục hồi đưa lên. Chứ người ta không động gì vào cái tinh hoàn cả. Đúng dạ, không? Dạ, đúng rồi đấy. Ok, chứ không phải là tại chị đang chưa hiểu rõ lắm, đang nghĩ rằng là vì nó bị viêm cho nên mổ. Đấy. Thế thì câu chuyện mổ là một câu chuyện bị tách rời. Tách rời ra và cái chuyện viêm từ năm 4 tuổi. Thế thì năm 4 tuổi bị viêm xong rồi, mổ xong thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng đến bây giờ 8 tuổi thì xuất hiện cái bên mổ ấy là nó teo à? Không, ý là cái ngày em, cu em nó còn bé ấy, là nó cũng mổ kéo lên thì nó vẫn vậy. Bây giờ nó cũng vẫn vậy, nhưng mà ý là em bây giờ kiểu là cháu nó càng ngày là càng lớn rồi. Và cái bộ phận của nó mình kiểu là mình là bố, nhưng mà sợ 1-2 năm nữa nó lớn nên mình... giờ mó nó thì nó không cãi, nên không lo, sợ ảnh hưởng đường con cái. Thế thì gần đây đã đưa đi khám ở đâu chưa? Thì hồi mổ xong em đi khám thì người ta cũng bảo là, ý là nhiều người người ta có một bên người ta vẫn có con bình thường. Đúng rồi. Bác sĩ người ta cũng vẫn nói như vậy. Đúng rồi. Ừ. Thế nhưng mà vẫn cứ lo, đúng không? Cứ ở trong cuộc thì mới biết, cứ ở ngoài thì nói tỉnh khoeo thế thôi. Nhưng cứ ở trong cuộc mà xem thì lo ra phết nhờ. Thì đúng như là người ta nói đấy em à. Tức là cái tinh hoàn là nơi sản xuất tinh trùng nhá. Thì là ở cả hai bên đều là coi như hai cái nhà máy đi. Thế thì bây giờ cái bên mà teo đi ý, gọi là nhỏ đi ý, nhỏ đi quá thì có nghĩa rằng nhà máy đấy sập rồi. Đấy, còn nếu mà nhỏ vừa vừa ấy thì nó như là một cái máy nhà máy nhỏ nhưng nó vẫn hoạt động sản xuất tinh trùng được. Đấy đấy là giả thiết cái bên teo ấy nhá. Thì có khi là vẫn được. Thế còn lại thì cái bên mà không teo thì nó như là một cái nhà máy độc lập ấy nhá, nó không ảnh hưởng gì cả. Đó. Nó vẫn cứ làm cái chức năng của nó. Nếu như nó không bị tác động gì cả, nó không bị viêm nhiễm gì cả. Vậy thì tốt nhất bây giờ cháu 13 tuổi rồi, thủ thỉ với nó xem là nó đã có giấc mơ ướt chưa. Tức là đêm ngủ tự nhiên mơ mẩn. Ý là cháu nó cũng, nói chung là cháu cũng chưa, ý là ấy, nhưng mà cháu cũng bé cũng đang học, nhưng mà ý là chị em lo xa vậy. Tại vì giờ nó còn bé thì nhiều khi còn ấy được, chứ sợ nó lớn 1-2 tuổi nữa thì 13 thì 13 tuổi là bắt đầu nó sẽ có những trẻ là nó cũng đã dậy thì rồi đấy. Thế thì bố thì dễ rồi, bố cứ thủ thỉ, đúng không? Nào, vào xem nào, bây giờ bình thường hóa với con đi, về cái chuyện xem hàng họ của con. Đâu, xem nào, tình hình như nào. Này, thế học sinh học ấy, người ta nói đến dậy thì con có được học không? Chúng nó được học rồi đấy, 13 tuổi là được học rồi đấy. Nhá, cho nên mình đừng ngại, mình cứ tưởng nói ra như thế là nó ngượng. Không phải đâu, ở trường nó được học rồi và mình bình thường hóa cái chuyện đấy đi. Đó, thế con được học là ở tuổi con là bắt đầu có dấu hiệu gì không? Đấy, thế con có thấy những cái dấu hiệu đấy chưa? Đúng không? Hỏi là có thấy chưa, có thể nó bị nó sẽ có những cái dấu hiệu của tiền dậy thì hoặc là dậy thì muộn hơn, hoặc là theo dõi xem là trứng cá rồi là cái giọng nói của nó có thay đổi không, tức là nó có cái dấu hiệu mà gọi là dậy thì ấy, nhá. Thế và đến nếu bắt đầu nó có các cái dấu hiệu dậy thì đấy thì vào cái thời điểm đấy mình cho con đi khám. Chứ còn đi khám sớm quá cũng không làm được cái gì. Thế cho con đi khám. Mình khám ở đâu bác sĩ nhỉ? Mình lên trung tâm luôn là hay sao ạ? Em là ở Đồng Nai đúng không? Dạ. Thế thì mình lên Hồ Chí Minh đi cũng gần nhỉ? Vâng. Chứ ở Đồng Nai có vẻ như không có. Lên Hồ Chí Minh thì bệnh viện Nhi Đồng. Vâng. Đó, thế thì lên đó thì khám, thì mục đích khám là để cái gì? Em kể chuyện như là kể chuyện với chương trình Cửa Sổ Tình Yêu này. Đấy, hồi đấy 4 tuổi là như thế, vân vân. Và bây giờ thì cháu cũng vào cái tuổi này rồi, tôi cũng thấy lo lắng, chưa thấy dậy thì. Hoặc là em
đợi một thời gian nữa em đi khám thì cháu đã dậy thì rồi, tôi lo quá, tôi muốn xem là nó, khi người ta vẫn cứ nói là một bên cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, vẫn có thể sinh con được, đúng không? Đấy. Vậy thì nhưng mà tôi vẫn lo, nhờ các anh kiểm tra cho thì người ta sẽ biết. Nhưng mà ý là cháu còn bé quá, mình còn nên đi khám bây giờ hay là để 1-2 năm nữa bác sĩ? Tại vì em sợ cái chuyện đấy nó nhạy cảm mà nhiều khi sợ ảnh hưởng đến việc học của nó không ạ? Mình đưa đi vào những cái thời gian mà nó không ảnh hưởng đến việc học. Đi khám một lần một ngày thôi mà, hè này. Và bây giờ còn bé, đừng đi vội. Nếu chưa thấy các cái dấu hiệu dậy thì đừng đi vội. Nhá. Dạ. Bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của rồi, bác sĩ. Rồi, em cảm ơn bác sĩ ạ. Rồi, xin chào bạn nhá. Các bạn thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Yên Bái. Dạ. Câu hỏi của bạn là gì? Câu hỏi của em đó là, thứ nhất là sau khi ly hôn rồi, nhưng mà vẫn có những cái, kiểu như là mình vẫn còn nhiều điều phân vân ấy. Vâng, có những điều phân vân cũng như là mối quan hệ của chồng và mình. Mình và các con, cũng như là mình và gia đình nhà chồng. Rồi. Thì nó làm cho em phân tâm. Năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay em 37. 37 tuổi, làm sao lại ly hôn chồng và ly hôn lâu chưa? Em ly hôn được khoảng 8 tháng. À rồi. Thế và đông con không? Dạ hai người con. Rồi, thế bây giờ mỗi người nuôi một con đúng không? Không, em nuôi hết. Rồi, thế bây giờ là mấy mẹ con ở đâu? Ở ra ngoài à? Hay là vẫn ở chung trong nhà? Không, em ở một nhà khác. Rồi, tóm lại là bây giờ ly hôn xong rồi, anh ta lấy vợ mới chưa? Anh ấy không lấy vợ mới. Thế làm sao mà hai người lại ly hôn nhau? Do người thứ ba với cả bất đồng quan điểm. Tức là anh ta có người tình khác đúng không? Và... Vâng ạ. Rồi, thế tóm lại là ly hôn xong rồi. Thế bây giờ bạn bảo là vẫn còn cứ có mối quan hệ với con cái rồi ràng buộc. Lấn cấn con cái, lấn cấn với bố mẹ chồng. Chứ chẳng lẽ bỏ chồng thì bỏ hết tất cả luôn à? Bỏ cả con cái lẫn bố mẹ chồng cũ à? Đúng không? Thế bây giờ bạn cụ thể là như nào? Cụ thể là như thế này. Em thì không biết tâm trạng của anh ấy như nào. Nhưng bản thân em thì lúc mà quay về với anh ấy, lúc thì không. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, chào em. Anh nghe câu chuyện em chia sẻ rồi và thời gian nó không có nhiều, anh sẽ nói ngắn gọn một chút thế này. Hiện nay thì anh ấy, ngày xưa thì anh cặp bồ, nhưng mà chia tay xong thì anh cũng chẳng lấy ai, đúng không? Và mới có 8 tháng, còn mình thì chia tay cũng không phải vì hết yêu mà chỉ vì sốc vì anh ấy có bồ, anh ấy có người thứ ba, đúng không? Còn gặp nhau không? Không gặp. Nhưng lấn cấn cái gì? Đại loại là chỉ kiểu có nhìn thấy nhau. Nhưng mà không gặp nhau riêng bao giờ đâu. Kể cả con cái cũng không gặp. Anh ấy gặp con thôi. Thế bởi vì ban nãy em có nói rằng là chia tay rồi mà vẫn cứ lấn cấn chuyện vợ chồng. Thế còn tức là tóm lại mình có tiếc không? Em không tiếc. Rồi, thế không tiếc thì coi như là bỏ nó sang một bên nhá. Anh ấy chưa lấy vợ, chẳng qua là chưa tìm được người phù hợp. Còn mình thì cũng vừa mới một nách hai con, vừa qua một cái trận gọi là sốc tâm lý rất là lớn, mình cũng chưa thể nghĩ ngay đến chuyện là có bạn trai được, rồi cuộc sống nó sẽ yên ổn dần. Còn cái chuyện là mình nuôi hai con rồi ông bà nội thấy là cháu nội của mình ở với mẹ con trai mình thì bây giờ bị vợ bỏ ở lang thang, dâu mới thì chưa có, dâu cũ thì đi rồi, các con thì cũng phải hẹn mới được gặp, không được như xưa nữa, ông bà nội cũng xót xa. Đôi khi cũng nghĩ rằng là giá con cứ chịu chấp nhận một tí, con thế thằng đàn ông ấy, nó cũng chỉ thế thôi, chứ đối với nó vợ con vẫn là nhất quả đất, đúng không? Thế rồi vân vân, đại ý như thế đúng không? Và mình thì cũng vẫn tốt, mình vẫn cho con đi lại với ông bà nội, ông bà nội vẫn chăm cái cháu, điều ấy tốt. Vợ chồng bỏ nhau chứ con thì không bỏ bố mẹ, và các cháu thì nó cũng, ông bà nội không có lỗi gì trong cái chuyện là hai vợ chồng bỏ nhau. Và cái việc mình cho con đi lại ở nhà nội rất là tốt về mặt tâm lý cho các con. Nó còn biết có tổ, có tông, có gốc, có rễ, có nguồn, có cội. Chứ những người phụ nữ mà trẻ mà chỉ vì hận chồng cuối cùng cắt đứt mọi mối quan hệ với nhà chồng thì thực ra mình chỉ làm khổ con mình thôi. Con nhà mình sau này chả có anh, có em, chả có bên nội, bên ngoại gì, rồi nó vơ va vơ vẩn. Rồi, thế em lấn cấn cái gì?
Em lấn cấn nói thật, đó là em thương con và thương cả ông bà nội, vì ở nhà ông bà nội cũng hoàn cảnh nó cũng éo le lắm. Nhà có hai người con thì một người thì mất rồi. Còn chồng mình thì như thế. Anh ấy thì lại như thế. Thương ông bà nội, thực sự ông thì bị hiểm nghèo, bệnh hiểm nghèo. Rồi. Thế thương thì định thế nào? Vì thương mà muốn gặp chồng cũ, nói rằng là nối lại duyên xưa để em chăm ông bà hay là như thế nào? Em cũng kiểu như là không biết tâm lý của người ta thế nào, chứ mà bảo em bảo gặp nhau để quay lại với nhau thì không có chuyện đấy. Ồ thế thì thôi. Thương thì em có thương nhiều cách. Ông bà, số phận ông bà thế rồi, mình kinh tế khá giả thì hỗ trợ ông bà, nếu đi viện thì vào thăm. Nọ kia mình thôi thì tuy không còn là vợ anh nữa nhưng mà cũng gọi là dâu cũ, thì mình thương, nhưng thương không thể đánh đổi đời mình được, đúng không? Chẳng qua là vì cây mà dây quấn, vì yêu một cái cây mà phải yêu cả cánh rừng, vì yêu anh chồng mà mình yêu cả bố mẹ anh ấy. Còn hiện nay thì thật ra chỉ là tình người thôi, và hơn nữa là mình cứ xác định đấy là ông bà nội của con mình nhá, gọi thế cho nó cho nó chuẩn từ ngữ. Ông bà khó khăn thì mình cũng chả thể giang tay mình chỉ đỡ hết được, đúng không? Nếu mà thật sự thấy ông bà nó éo le khó khăn và mình thì khá giả thì chia sẻ phần nào đó. Thế còn đừng có nghĩ rằng là vì thương ông bà éo le rồi lại thương các con không có bố, xong lại tặc lưỡi chấp nhận, lại gọi điện. Thế thật ra anh có còn muốn quay lại không? Trong khi bản thân mình bảo là không hề muốn chấp nhận quay lại thì không được. Đừng lấn cấn, chuyện gì qua cho qua, tình cảm thì vẫn cứ còn. Đặc biệt là sau này mình, nếu như mà mình có bạn trai mới, có cuộc sống mới, thì rồi cũng chẳng còn hơi đâu thời gian để mà nghĩ đến chuyện nọ chuyện kia nữa đâu. Chẳng qua lúc này là đang giai đoạn đệm, cái cũ thì mất rồi, cái mới nó chưa có, thì mình hay nghĩ luẩn quẩn thế thôi. Mình hồi tưởng, mình nhớ lại những cái thời xưa, rồi có gia đình, rồi có biến nội, rồi có ông bà nội nhá. Rồi bạn đã nghe rõ rồi chứ? Hy vọng bạn sẽ cân bằng lại cuộc sống nhé. Xin chào bạn, cảm ơn chuyên gia tâm học Đình Đoàn. Cảm ơn ạ. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Nam Định. Nam Định đâu ạ? Dạ, An Âu ạ. Vâng, câu hỏi của anh là gì? Anh ơi, cho em hỏi là con gái em 15 tuổi ạ. Rồi, con gái 15 tuổi. Cháu, ngực của cháu nó phát triển rồi nhưng mà nó lại không có đầu tư. Thế à? Nó lại cứ mõm vào bên trong ấy, thì em muốn tư vấn cho em thể làm như cách nào ạ? 15 tuổi nó dậy thì rồi đúng không? Vâng ạ. Thế à, to to ra rồi. Thế mà ti thì lại đầu lại tụt vào trong. Vâng, lại mõm mà trong không có đầu ti ạ. Thế mẹ nó hồi xưa có thấy không? Dạ không ạ. Thế à? Tưởng hồi xưa mà mẹ nó thế thì bà ngoại sẽ hướng dẫn cách làm cho rồi, chứ mẹ nó không có kinh nghiệm nhỉ? Vâng. Đông con nhiều cháu chưa? Dạ, em có hai cháu, một cháu lớn là cháu trai, gần cháu thứ hai cháu gái ạ. À, thế thằng cu là bao nhiêu tuổi rồi? À, con trai em đang học đại học năm cuối ạ. À, thế là hai mấy rồi gì nữa, đúng không? Vâng ạ. Rồi, thế là cô em thứ hai thì mới có 15 tuổi, đúng không? Ừ. Rồi, bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ hướng dẫn mẹ cách làm thế nào để đầu ti nó tòi ra nhé. Anh Thành Văn, anh ấy lạc quan nhỉ? Ok, thì cháu dậy thì lâu chưa? Ngực to ra lâu chưa? Cháu dậy thì từ lớp 6 ạ. À, lớp 6 là 10, 3. 13 3. Tuổi nhỉ? Thế tức là 2 năm nay rồi, ngực càng ngày càng to à? Vâng, càng to thì cứ lõm cả. Rồi, thế thì bây giờ nó có một cái cách là như thế này. Mình cũng đừng lo lắng quá, có thể nó đang trong đà, gọi là nó đang trong cái giai đoạn phát triển mà. Vâng. Đấy, thế thì rồi có thể sau này nó sẽ tự bật ra. Nhưng ngay từ bây giờ dạy cháu hoặc là mẹ, đầu tiên là mẹ làm cho. Bởi vì mẹ nghe mà, nếu không có nó ở bên cạnh, bảo nó ra ngồi cạnh mà nghe. Thì nó phải giữ vệ sinh cái ngực của nó ấy, cẩn thận. Ví dụ như phải giữ sạch sẽ này. Thế xong phải biết massage mỗi lần tắm, hoặc là chủ động đi một ngày độ 2 hoặc 3 lần thì massage ở cái vùng ngực ấy. Và có xu hướng mình tưởng tượng như là ở giữa cái chỗ mà vị trí của đầu ti ấy, thì có một cái hạt gì đấy nhưng mà nó cứ lồi vào trong ấy. Thì mình massage xong rồi này, xong mình có xu hướng là hai cái ngón mình gọi là nặn nặn cho cái hạt lạc kia, nó hạt đậu đen kia nó trồi ra đi nhá. Nhưng mà
em nhìn rồi nhưng mà nó lại không có cái đầu đấy. Không, đấy là mình hình dung rằng là nó có nhưng mà nó bị tít ở trong. Vâng. Thì mình thử tác động như thế xem nhá. Vâng. Tác động vâng. Xoa vào cái vùng đấy và rồi nặn nặn thôi thì nói là nặn nặn như là có cái gì ở phía trong thì để đẩn ra ngoài đi. Vâng. Hiểu ý không ạ? Tức là mình ấn vào như là ngày xưa mình cho con bú ấy. Vâng, em biết rồi. Đấy, thì cứ xu hướng là ấn ra như thế và làm cho con và dạy con nó cũng biết chăm sóc cái ngực của nó. Khi mà tắm xong rồi thì khi tắm xong thì làm cũng rất là tốt. Và tắm xong rồi vì nó lõm cho nên là phải lau cho nó khô, đừng để nước nó đọng vào đấy. Vâng, nhá. Và giữ cho cái vùng đấy nó sạch sẽ. Vâng. Cứ như thế thôi đã, vì cháu nó mới có 15 tuổi. Thế sau này phát triển hơn nữa thì cái tuyến sữa nó phát triển và các cái cơ ngực nó phát triển mà nó đầy đủ ấy. Tức là nó đã hoàn thiện ấy, thì có khi là cái đầu ti đấy nó sẽ được đẩn ra ngoài. Tuy nhiên rằng bây giờ mình cứ chủ động chăm sóc nó, coi như nó yếu ớt đi, thì mình chủ động mình chăm sóc cái vùng đấy để nó tốt hơn nhá. Thế còn giả sử như là nó không có đầu ti và sau này nó lấy chồng nó nuôi con thì người ta cũng có thể người ta phẫu thuật để người ta tạo hình, bởi vì cái đầu ti nó sẽ tách rời với cái việc mà nếu thông thường cứ sợ sau này cho con bú như thế nào, thế thì tuyến sữa nó phát triển và người ta sẽ có cái phẫu thuật để mà tạo hình đầu ti ấy và vẫn cứ có thể nuôi con được. Nhá. Đấy, thì bây giờ trước mắt bây giờ là cứ giữ vệ sinh và massage cái vùng ngực như là tôi vừa nói vừa rồi ấy, và dạy cho cháu nó làm thường xuyên. Nhá. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng. Xin chào bạn nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Bình. Alo, Thái Bình đâu ạ? Vâng, chào anh ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì? Em trước kia năm 2013 em vợ chồng em trụ trạc, là hai vợ chồng chia tay. Rồi. Em có nuôi hai cháu. Rồi. Thì giờ em muốn đi bước nữa cũng khó quá. Khó là làm sao? Điều hỏi thì người ta nuôi hai đứa con thì người ta bảo nữa. Người ta không muốn. Rồi, tôi hiểu rồi. Thế năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 41. 41 tuổi, sống ở Thái Bình đúng không? Công việc chính của bạn là gì? Công việc chính của em đi xây mà. À, là thợ xây đúng không? Vâng. Thế đồng là cũng vất vả. Và ly hôn vợ mấy năm rồi? Em thôi vợ từ năm 2013 ạ. Tức là chục năm nay rồi, đúng không? Vâng. Lý do ngày xưa tại sao lại bỏ nhau vậy? Ngày xưa vợ chồng em chẳng có gì đâu, nó chỉ về tiền nong ý, rất gì thì... đã tới em đi học nước ngoài thì lúc đấy là hai vợ chồng thì lúc thì em về chuẩn bị em bay thì lúc thì mọi tiền giúp gì thì vợ bảo là tiền tiêu hết giúp gì, thế là em là giờ lấy tiền đâu bay, thế là cô đấy ở nhà, thế là cô lằng ngoằng đi yêu người khác. Rồi, thế bây giờ là vợ cũ đã lấy chồng chưa? Lấy chồng rồi. À thì à. Rồi, và bây giờ bạn nuôi hai con lớn rồi đúng không? Vâng. Bây giờ đi hỏi ai thì người ta cũng ngại, bởi vì mình đang nuôi hai con nhỏ, còn nhỏ đúng không? Thì đâm ra là cũng chưa trưởng thành, đâm ra là người ta ngại là về để thành thì phải chăm thêm hai đứa con của bạn nữa. Đâm ra là bạn cảm thấy rất khó khăn khi đi thêm bước nữa. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng. Rồi, xin chào, chào em. Vâng, em chào anh ạ. 41 tuổi. Ly hôn 9 năm, nuôi hai con. Có gửi ông bà nội gì không? Hay là bố cứ đi làm thợ xây như thế thì hai đứa nó ở bên ai? Chỉ có bà nội thôi. À, bà nội đúng không? Vâng, chứ ông nội mất đâu rồi. Rồi bé nhất là bao nhiêu? Đứa nhỏ nhất là bao tuổi rồi? Đứa lớn nhất là năm nay 14 tuổi. Wow. Tức là khi ly hôn là một đứa mới có 5 tuổi, còn một đứa mới độ 2-3 tuổi. Vâng. Thế mà mình nuôi to con tất. Vâng. Ừ, tòa đã đồng ý và cô kia cô vợ không nhận nuôi một đứa nào à? Không ạ. Ồ. Và lúc đấy là
em cũng chẳng cần gì đến mấy giúp gì, thì từ bấy giờ cô đi là giúp gì cũng chẳng có gì cho cháu giúp gì. Thôi rồi, chú biết như thế, bây giờ là một nách hai con, các bé cũng đã 14 với lại 12 rồi đúng không? Vâng. Ừ. Các cháu ngoan không, học hành được không, khỏe mạnh không? Học thì cũng được. Ừ. Hai thằng cu cả chứ hả? Hai vịt. À, hai vịt rồi, không sao cả. Ừ. Thật ra mình 41 ấy mà, còn trẻ lắm ấy, chẳng qua mình lấy vợ sớm xong rồi ly hôn sớm, có con sớm, chứ nhiều anh 40 giờ chưa có vợ nhỉ, còn giai tân ấy, chứ không phải như mình là đã đổ gãy một lần hôn nhân đâu, cho nên là không có gì cả. Này, người ngợm được không, cao giáo khỏe mạnh không, đi xây chắc cũng rắn giỏi đúng không? Vâng, em cao 1m72. Ôi trời ơi, cao lồng lộng thế. Khỏe không? Em khỏe. Có bao giờ mà mình ở công trường hay chỗ làm hay nơi này hay khác mà có những cô gái chủ động thích mình không? À, đi công trường ít lắm anh ạ. Công trường bọn em xây dựng ấy không có mấy rồi. Thế à, ở toàn đàn ông đúng không? Vâng, toàn đàn ông thôi. Và đi công trình xa, thế xong rồi mấy tháng mới về hay là cứ sáng đi tối về hay như thế nào? Em đi công trường khoảng vài tháng em về là toàn đi Quảng Ninh giúp chị. Rồi. Đấy, cái vấn đề mấu chốt là như thế. Một người phụ nữ nếu mà có muốn kết hôn với em, tuổi chắc cũng không thể một cô gái 25, 27 được. Mình cũng 41 rồi, một nách hai con rồi. Chắc là mình cũng không thể mong muốn là những cô gái quá trẻ. Thậm chí mình cũng phải chấp nhận cả những người mà đã từng đổ vỡ một lần trong hôn nhân. Thậm chí cô cũng có con riêng rồi, đúng không? Và cô cũng phải 35, 37 gì đó. Người ta nhìn thấy này, một nách đã hai con rồi, trong ông cứ đi tít mít tịt mịt như thế. Thời gian đâu mà tìm hiểu, thời gian đâu mà gắn bó. Bây giờ thế này, em có nghĩ rằng mình ở đây em đi làm này là không phải là công ty đúng không, mà mà mình làm đến đâu thì mình ăn đó thôi. Hãy về gần đi. Thứ nhất là các cháu con nhà em ấy, một đứa 14, một đứa 12 là con gái, nó đang cái tuổi mà gọi là dậy thì đấy. Nếu mà ở nhà có mỗi bà nội lại già, thế là ba bà cháu về mặt chăm sóc thì chắc cũng không có gì lắm, bố cứ gửi tiền về là có đồ ăn thôi. Nhưng rồi hãy nhớ rằng các cháu nó đang xao xuyến rồi, biết đâu con gái mình 15 đã lại có bạn trai, 13 đã lại thế này thế khác là rất là mệt. Cho nên là, và hơn nữa mình cũng cần cứ đi lang bạt kỳ hồ đến bao giờ. 41 tuổi rồi, bây giờ cũng dừng lại sống mà nghĩ cho mình một chút đi. Em có thể xin là làm một cái, cho một cái tốp thợ, hay là thậm chí cho một cái ông bầu, không phải bầu xô mà ông cai thầu nào đó mà nó gần gần ở trong huyện thôi, là sáng đi tối về như là người đi làm cơ quan ấy, công ty đấy. Thậm chí là em ở huyện gì? Em ở huyện Hưng Hà. Khu công nghiệp nếu mà có được thì cũng đi làm công ty. Em có thể sang đến Hưng Yên cũng được. Thế rồi là hoặc là xuống dưới Cầu Nguyễn, hay là khu công nghiệp ở dưới Quỳnh Côi, hay dưới Thái Bình thị xã vân vân. Nhưng sáng đi tối về để cho gia đình nó ấm cúng lại đã. Trong gia đình có mẹ này, tức là mẹ em đấy, xong đến có em này, rồi các cháu này, tối có bữa cơm xì sụp đỏ lửa, gia đình cái không khí nó mới ấm lại. Thì lúc đấy thì người ta mới gọi là đất nó có lành thì chim nó mới đậu, nhà nó phải có không khí. Thì lúc ấy thì hai nữa là mình cũng mở rộng ra, mình nhờ cậu cô chú bác họ hàng bạn bè gần xa rằng là cũng mong muốn là nếu ai mà ở đâu quen biết một cô nào tuổi từ 32 đến 37, hiền lành tử tế, có đạo đức, có sức khỏe, có công ăn việc làm, ABC mình điên tiêu chí ra, người ta giới thiệu. Thế và mình thì ổn định cuộc sống tại nhà. Thế thì mình mới tối về thì mới đi hẹn đi hò được. Tất nhiên cũng không phải như là thanh niên, thế nhưng mà cũng phải có những cái thời gian đầu cũng phải gặp gỡ tìm hiểu đúng không? Không khó, trong trường hợp em không khó một chút nào, thậm chí còn nói là dễ nữa. Với điều kiện là em phải đứng lại, chứ em cứ chạy như là con chim ở trên trời thế thì làm sao mà đuổi mà bắt được cái gì đúng không? Cuộc sống gia đình nó rất cần một cái ổn định, một cái nó bình an. Hãy trở lại đi, cân nhắc đi. Đi làm xa chắc có thể lương cao hơn. Ngày công một tháng ngày em có thể kiếm được 500. Về nhà làm chắc nó chỉ độ 350 một công, nếu như em là thợ cả, anh biết thế. Thế nhưng mà mình lại được một cái việc khác nhé. Đặc biệt hai đứa cháu đang tuổi mới lớn, rất là cần
sự giám sát để ý của bố, chứ không rồi bố thì cứ đi lang bạt kỳ hồ, mong muốn có vợ chưa có vợ quay về, con gái bảo là bố ơi con chót dại rồi, là mình lại có thằng con rể 16-17 tuổi là chết đấy. Rồi, bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn rồi chứ? Vâng, em nghe rõ đấy. Rồi, hy vọng bạn sẽ sớm ổn định được cuộc sống nhá. Xin chào bạn, cảm ơn anh Đinh Đoàn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Hải Phòng. Alo, xin chào thính giả gọi đến từ Hải Phòng. Vâng, xin chào chương trình. Dạ vâng, chào chị. Câu hỏi của chị là gì? Câu hỏi của tôi muốn xin được tư vấn. Vâng. Là cháu nội tôi năm nay 9 tuổi. Vâng. Mà khi cháu 4 tuổi thì nó bị hẹp cái bao quy đầu. Vâng. Thế có đi khám và bác sĩ đã cắt cái bao quy đầu của cháu. Vâng. Đến nay cháu 9 tuổi nhưng mà nó không, cái da nó không bao được cái đầu của nó. Thế. Nó cắt rồi thì làm sao lại còn bao được nữa? Nhưng mà thế tôi mới đang muốn gửi chương trình là nó không bao được thì liệu sau này nó có ảnh hưởng gì về cái dương vật của cháu không? Rồi, thế bố mẹ nó đâu hả bà nội? Bố mẹ cháu đi làm cha. Rồi, thế là bà là chăm sóc cháu đúng không? Vâng. Hồi 4 tuổi thì nó bị chít hẹp bao quy đầu, thì đâm ra là đã mang đến bệnh viện để bác sĩ cắt đi cái chỗ hẹp đó. Vâng. Và bây giờ thì bà thấy là cái đầu nó tơ hơi ra ngoài thì bà lo là bây giờ nó phải có cái gì nó phủ lên đúng không? Vâng, đúng rồi, bây giờ tôi thấy nó cứ trơ trọi như là cái sọ ấy. Rồi, tôi sợ sau này nó có ảnh hưởng gì không? Bây giờ thì bây giờ bà nội nghe lời của bác sĩ Vũ Minh Phượng tư vấn nha. Vâng. Vâng, chào chị. Thế chị sợ cái gì? Lo cái gì? Lo là lo cái da nó không bọc được cái dương vật của cháu. Ừ, thì rõ ràng là không. Nó ảnh hưởng như nào? Ảnh hưởng cái gì? Nói thẳng cái lo ra đi. Lo anh... là sau này không biết là nó như thế nào ấy chứ. Như nào tức chứ là mình... tức là nó có nếu con mà... được không gì? Nếu là có ông nội cháu thì ông nội cháu đã lớn mà hơn nữa là cái tuổi trưởng thành rồi. Mà cháu thì nó đang còn bé mà nó như thế này là... thì là lo. Sau này nó không trưởng thành được giống ông nội nó. Đúng không? Đấy, không lấy vợ được, không có con được, lo thế gì? Vâng, đúng rồi. Thế bây giờ nó cắt đi rồi thì cái mà bây giờ bà nội rất cần hướng dẫn cháu nó vì nó trưởng thành đấy. Cho nên nó mới trơ sọ ra. Chứ còn nó mà không trưởng thành thì không thấy cái gì cả. Cắt đi rồi nó vẫn còn chúm chúm, túm túm ở đấy, đúng không? Cái nó đấy không túm chứ, nó không túm. Hồi trước, tức là bây giờ nó trưởng thành rồi cho nó mới lộ dần ra. Mà lộ rõ hết cả ra rồi. Thế thì bây giờ không sợ đến cái chuyện là à cắt như thế này thì mai kia là không có con được, thì không sợ cái chuyện đấy nhá. À, không phải vì cái chỗ mà nó trơ như sọ ấy mà là nó không có con được. Mà cái việc rất quan trọng bây giờ là hướng dẫn cháu là phải bảo vệ cái chỗ đấy, rửa cái chỗ đấy, rồi thấm khô cái chỗ đấy cho nó sạch sẽ. Bởi vì ngày xưa nó còn có cái lớp da nó phủ vào để nó bảo vệ. Thì bây giờ nó bị trơ ra rồi thì phải biết chăm sóc ấy, như cái kiểu như cái da mà nó bị mất một cái lớp da, nó còn ở phía trong là cái nó non choẹt rồi đấy, đúng không? Thì phải giữ gìn, coi nhỡ nó viêm nhiễm. Vậy thôi, nhá. Thế nó vẫn an toàn chứ bác phụ. An toàn, bây giờ cái từ an toàn. Câu hỏi thứ hai tôi muốn hỏi bác sĩ tư vấn cho tí là con trai mà nó cứ mỗi một khi mà ăn cơm vào thì kể cả là mùa đông hoặc mùa hè cháu cứ vã mồ hôi đầu ra. Đấy. Nó vã mồ hôi như là người dội nước ấy, thì không biết nó là như thế nào bác sĩ. Con trai là con trai đẻ của mình á hay là cháu này? Thế à? Cứ ăn cơm là nó cứ vã mồ hôi ra. Chắc là nó rối loạn cái... Thế nó không đi khám à? Con trai đấy có vợ chưa? Con trai có vợ rồi, đi khám nhưng mà không ra bệnh được. Không ra bệnh? Có lẽ là nó chỉ là một cái rối loạn thần kinh giao cảm gì đấy. Hay là một cái phó giao cảm nó bất bình thường ở chỗ đấy. Và... vấn đề... rằng là nó có chồng, nó có vợ, nó có con, và cái việc mà ra mồ hôi thì nó hơi khó chịu cho nó thôi, đúng không?
Nhưng mà chỉ mỗi khi ăn cơm nó mới ra bác sĩ ạ. Thì lúc ăn cơm rồi nó thay đổi trạng thái thì nó thế, thì lại lau khô đi thôi. Có người khi ăn cơm xong thì nó cứ vã hết mồ hôi toàn người ấy. Đấy, thì con mình nó ở đâu thôi bị sợ. Thôi lau vừa thôi, mình già rồi. Bảo mày đi khám đi, và nó đi khám rồi, người ta bảo là không sao, không bệnh gì. Thì thôi, bà lo ít thôi, mình lo sức khỏe của mình đi nhá. Lo con trai ở đầu trên xong lo con cháu ở ở cái phía dưới thì khổ quá. Vâng. Chả lo gì cho mình cả nhá. Vâng. Ừ, không sợ đâu, cái thằng con lớn kệ nó nhá. Vâng. Còn thằng con cháu thì vì mình còn trách nhiệm mà chăm sóc nó thì mình để ý giữ vệ sinh cho cái chỗ chọc chọc đấy một tí nhá. Vâng, vâng. Rồi thì bà đã hiểu vấn đề chưa? Vâng, tôi hiểu rồi. Thì nếu mà bình thường thì nó lớn nó sẽ tự lộn ra. Thế nhưng mà bây giờ do cháu mình nó hẹp, đâm ra bác sĩ đã cắt trước đi rồi. Thế đâm ra lớn nó không việc gì, nó phải tự lộn ra được nữa nhá. Thế không phải lo nữa nhá. Vâng. Rồi, xin chào bà nội. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng. Bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thanh Hóa. Em có một câu hỏi là năm nay em 35 tuổi ạ. Rồi. Cô ấy hơn em 10 tuổi ạ. Là cô ấy 45 tuổi à? Vâng. Rồi, sao nữa? Em yêu nhau 3 năm bây giờ, cô ấy đòi chia tay với em. Ừ, làm sao cô ta lại đòi chia tay? Vì cô đấy là một chút là ăn ở với em, chồng 3 năm. Rồi, có con với nhau chưa? Chưa anh ạ. Thế à? Và từ trước nay bạn đã lấy vợ bao giờ chưa? Em có một mối tình rồi ạ. À, mới có một mối tình thôi. Và đây là cái cô hơn 10 tuổi là mối tình thứ hai à? Vâng ạ. Rồi, thế bây giờ cô ta bảo là tại sao lại chia tay? Vì cô còn bao thuốc rồi. À, rồi. Thế cô ấy có con chưa? 45 tuổi có con với ai chưa? Cô đã có một đứa con với chồng ạ. À, thế và cô ta đã ly hôn chưa? Cô ta đã ly hôn rồi ạ. À, thế là chắc là con cô cũng bây giờ cũng phải hơn 20 tuổi nhỉ? Vâng, đấy. Anh Linh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng. Rồi, chào em. Tóm lại là thế này, mình là trai 35 tuổi, mới có một mối tình chứ chưa có vợ. Thế và yêu một chị hơn 10 tuổi đã ly hôn đúng không? Và có con, ăn ở với nhau 3 năm nay. Và bây giờ chị nói là nhà còn bao việc, chị muốn chia tay. Thật ra anh mà là chị, anh cũng chia tay. Tuổi một người phụ nữ 45, có chồng rồi, người ta mong đợi một cách khác. Có thể sau khi chia tay chồng, chị thiếu thốn tình cảm, chị cần một người đàn ông để làm cho chị vui. Thì em đáp ứng được việc đó. Nhưng nghĩ về mặt lâu dài thì em không đáp ứng được. Vì chị sau ly hôn chắc chắn là chị mong muốn sẽ có một cái người đàn ông chững chạc hơn này. Rồi là cùng với chị gắn bó này. Rồi tiến tới hôn nhân này, nó không quá phức tạp này. Rồi thậm chí anh còn có điều kiện kinh tế để bao bọc chị ấy này. Không chỉ thương chị mà còn thương cả con chị ấy này. Rồi đi bên cạnh cái người đàn ông ấy, chị kiêu hãnh, chị ấy không xấu hổ. Thế còn với em thì thứ nhất là trẻ hơn. Bây giờ nói đến chuyện kết hôn là thì tất nhiên pháp luật thì không cấm. Nhưng mà bên nhà em cũng sẽ nói ra nói vào. Bạn bè của chị cũng nói, xã hội thì bảo là phi công trẻ lái máy bay bà già, bà già lại cứ ham trai trẻ. Thế xong nhìn về tương lai thì em cũng còn non nớt. Ngoài cái khỏe mạnh của một chàng trai 35 ra thì em cũng không có cái gì mấy để mà chị ấy. Ra bây giờ em làm tổng giám đốc, hoặc là em có một cái tài sản rất là lớn, hoặc là em cũng đã có từng có những cái trải nghiệm trong cuộc sống, đã va vấp tuy ít tuổi nhưng mà mình cũng thực sự chững chạc, thì chị muốn gắn bó. Thế thì anh nghĩ rằng là chị duy trì 3 năm để mà hưởng thụ cái cuộc sống lứa đôi như thế cũng được rồi. Đến lúc chị cũng buông ra để chị đi con đường riêng của chị. Còn thì em thì đúng tiếc thật, đương tự nhiên vợ chưa có mà 3 năm vừa rồi lại có hẳn vợ, mà vợ đằm thắm mặn mà nữa thì cũng thích. Nhưng mà nghĩ về lâu về dài mình cũng phải có vợ chứ, cũng phải kiếm một cô nào 27, 28, 30 cũng để kết hôn rồi tiến tới hôn nhân rồi nó một cách nó đàng hoàng. Chứ trong 3 năm vừa rồi có bao giờ em dẫn cô ấy về nhà để giới thiệu với mẹ em không? Có, em dẫn về ra mắt bố mẹ em. Có ai nói gì không? Không, họ đồng ý cả. Thế hả? Em có đưa đi hội bạn của em không? Giới thiệu là đây là bà xã sắp cưới của tớ không? Có, em vâng, em đi hết ở nhà. Hiện nay thì em làm ăn gì, kinh tế ra sao, cuộc sống thế nào?
em làm bình thường thôi nhỉ. Đấy, anh nghĩ rằng là đã ở với nhau 3 năm, tức là người ta cứ tạm gọi là sống thử đấy. Sống thử nhưng mà thấy nó cũng không tiến lên thật được thì người ta dừng lại để người ta đi rẽ một hướng khác. Anh nghĩ là cũng chả nên níu kéo, nhưng mà cũng không cần phải thù hằn gì nhau. Mình chẳng gì cũng một ngày nên ngãi chuyến đò nên quen, không là vợ chồng nhưng mà cũng là người tình của nhau trong suốt 3 năm trời. Cô ấy được hưởng thụ những thứ ngon ngọt trước cả người vợ sau này của em, đúng không? Thế thì cứ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm nhau mà gắn bó là được. Cô ấy bảo là cô về bên nhà có tí việc rồi xong xuôi cô lại sang. Nhà cô ở đâu mà cô về bên nhà? Cũng ở Thanh Hóa nhỉ. Được, cô, thế mà cô bảo về nhà, anh lại tưởng người cô định cư nước ngoài, cô về bên Campuchia, bên Thái gì đó, là về nhà mẹ đẻ. Không, anh tin rằng là cô sẽ còn quay lại, nhưng mà về mặt tiến xa thì chắc khó, vất vả cho cả em lẫn cô ấy. Cô hiện nay cô đang cần một người đàn ông nó chững chạc hơn một chút, mà nó đầy đặn, nó có điều kiện hơn một chút để mà gắn bó, vì cô đã đổ vỡ một cuộc hôn nhân rồi. Bây giờ cô không phải là một cô gái 20 để mà mơ mộng lấy một chàng trai trẻ khỏe mạnh đẹp trai rồi vân vân, mà cô ấy cần một cái thứ khác hơn. Và thật ra em cũng cần có một cuộc sống riêng của mình, nó đỡ vất vả hơn. Thế còn thì hãy duy trì cái mối quan hệ. Tuy nhiên nếu như sau này mà em có người yêu, có vợ rồi ấy, thì đừng có hẹn hò chỉ một cách nó lộ liễu. Đôi khi cứ quen với nhau rồi, đã từng ăn làm với nhau 3 năm, xong bây giờ cứ nhớ mai kia có vợ, cứ thỉnh thoảng nhắn tin mà cái chị này ngày xưa anh với chị đã ở với nhau 3 năm, xong bây giờ thỉnh thoảng chị này alo lại đến với nhau, thì chắc chả người vợ nào người ta đồng ý đâu nhá. Vâng, hôm qua có nhắn tin cho em bảo là suốt đời không bao giờ bỏ em mà. Rồi, không bỏ. Rồi, không bỏ chỉ là không phải là không yêu nữa, mà chỉ tội là không lấy thôi, đúng không? Lấy với kết hôn nó khác với chuyện yêu. Có những người yêu nhau lắm và có lẽ suốt đời không quên được những cái cảm giác mà mang lại cho nhau, nhưng mà bảo lấy nhau thì không, bởi vì lấy nhau là một thứ mà cần phải tính toán rất nhiều. Rồi, cảm ơn anh Đinh Đoàn, xin chào bạn nhé. Hy vọng bạn sẽ gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống và tình yêu. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Điện Biên. Alo, Điện Biên đâu ạ? Alo, vâng, em đang nghe đây các anh ơi. Rồi, bạn trình bày câu hỏi đi. Em thì em muốn gặp bác sĩ tâm lý để hỏi này, em thì giờ lấy vợ thế nào nó mới đúng nghĩa là một người vợ chung thủy, vì là em thấy là nó khó quá anh ạ. Bạn trình bày rõ ràng câu hỏi của mình đi thì chúng tôi mới hiểu bạn muốn hỏi gì nhá. Em muốn hỏi để lấy được một người vợ đúng nghĩa là một người vợ thì cần phải tìm hiểu những gì anh ạ. Rồi, thế bạn đã từng lấy vợ chưa? Em mới, vợ em thì nó mới chết từ 14 tháng 2 năm 2000 rồi, năm 2020 đấy anh ạ. Ừ, thế là mới được có hơn một năm. Chưa mạn tang rồi mà bây giờ đã muốn đi tìm người mới rồi à? Vâng. Thế à, bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay em còn trẻ trâu, em năm nay 44 tuổi rồi anh ạ. 44 tuổi mà còn trẻ trâu. Thế bây giờ đã tìm hiểu ai chưa? Em cũng có đang tìm hiểu rồi ạ. Ừ, thế cô ta là như thế nào? Thì cô ta thì em thì mới là gặp nhau ở trên mạng thôi, thì nhưng mà ngày nào từ hơn một năm rồi. Ừ. ngày nào em với cô đấy cũng nói chuyện Zalo hình ảnh khoảng 2-3 tiếng á. Ừ, rồi đã gặp nhau bao giờ chưa hay chỉ gặp thì do là đợt rồi là Covid đấy, dần là em không xuống được Hà Nội anh ạ. Covid chứ không phải Covid nhá. Thế là cô ta ở Hà Nội à? Cô ta bao nhiêu tuổi? Cô ta thì hơn thấy bảo em chưa biết chính xác, nhưng mà bảo là hơn tuổi của em, là sinh năm 50. À, cô ta thì 50, bạn thì 45. Vợ thì đã mất đúng không? Và thế thì có con cái không? Mấy đứa? Em bây giờ chưa có, em bây giờ vẫn là chế tân ạ. Thế thì tại sao vợ chết khi cưới nhau được bao lâu thì vợ chết? 14 năm ạ. 14 năm mà không có con à? Có, nhưng mà nó về hết nhà bà ngoại nó ở đấy ạ. À, nhiều không, đông không? Có 2 đứa ạ. À, thế à, và mình không nuôi đứa nào? Ôi, thế là bố mà lại không nuôi ai à? Nhưng mà trước khi nó chết thì nó có nguyện vọng như vậy, và mẹ nó có nguyện vọng như thế ạ. Chết vì bệnh gì vậy? Chết vì bệnh ham tiền anh ạ. Tham tiền làm sao mà chết được? Tham tiền nó chỉ giàu ra chứ làm sao mà chết được? Có nghĩa là nó tham tiền quá đấy anh ạ. Tôi hỏi thật là cô ta chết hay là cô ta bỏ đi? Cô ta chết ở trong tim em rồi anh ơi. Ôi trời, bạn uống rượu à?
Không ạ. Thế sao cái trình bày, thế tóm lại cô ta ở đâu? Bỏ bạn thì, rồi đúng không? Vâng, vì là cô ta chết ở trong tim em rồi đấy anh. Chính vì thế bạn mất niềm tin của phụ nữ và bây giờ vâng, bạn mong muốn là tìm một người phụ nữ nào thật chung thủy đúng không? Vâng, vâng. Trời ơi, hỏi thì nó phải vào đúng vấn đề chứ tại sao nó cứ lung tung beng thế? Như thử anh ơi, bởi vì là anh thông cảm cho em, bởi vì là em là chi sau của Lại Văn Sâm anh ạ. Đấy là em nói nó hơi vòng vo, uốn éo tí. Trời ơi, đi tán gái thì hạng uốn éo nhá. Còn nói chuyện chuyên gia thì không nhá. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhá. Vâng. Rồi, xin chào em. Anh nghe rõ hết cái chuyện rồi. Vâng. Tóm lại, chốt lại. Anh Đinh Đoàn ơi, anh Đinh Đoàn ơi. Vâng. Anh cho em nói một câu. Ừ. Anh là họ hàng với cái ông Kính Tròn hay sao ấy, anh Đinh Đoàn ạ. Anh không biết ông Kính Tròn gì. Thế bây giờ em muốn gì? Muốn tìm hiểu anh họ với ai hay là muốn tư vấn? Có nghĩa là em là em muốn tư vấn á. Ừ, thế thì nghe tư vấn, còn cái chuyện là Kính Tròn, Kính Dài để đấy nhá. Vâng. Thứ nhất là 40 tuổi, có hai con đúng không? Xong rồi vợ bây giờ em không nuôi đứa nào ạ? Thì đang nói là đã đẻ được hai con. Thế vâng. Và vợ thì nó chán, nó bỏ đi đúng không? Vâng ạ, nó thế... bỏ theo trai anh ạ. Ờ, bỏ theo trai. Bởi vì mình cứ lè nhè thế này thì ai mà người ta sống được. Thế xong rồi hai đứa con thì nó cũng nguyện vọng là đi về ngoại ở, chứ con chả thèm ở với bố. Tóm lại thì em có biết nó vợ bỏ mình vì cái gì không? Vì nó ham tiền anh ạ. Thế mình có làm được cái gì không? Hay suốt ngày nhậu nhẹt? Anh Đinh Đoàn ơi. Đấy. Em báo cáo với anh tí này. Năm 2010 em có 7 triệu trong tay, em xây một cái nhà 3 tầng 4 tháng xong em cũng trả nợ xong. Rồi. Vâng. Sau đấy em bị tai nạn, em không làm được tiền ra tiền nữa, em còn mỗi đồng lương thôi. Rồi. Thế là nó mới bộc lộ cái bản chất tính, tham tiền ra. Không không, nó bộc lộ cái bản tính là lòi lào giống đấy anh ạ. Thế là nó mới lăng loàn với thằng bạn thân của em. Rồi. Thế bây giờ là chỉ có là đi lăng loàn với bạn thân chứ còn thì chưa có ly hôn đúng không? Rồi, em bảo là nó chết trong tim em. Rồi, chết trong tim nhưng mà trên rồi. Giấy tờ với lại ở ngoài hồ sơ, ở ngoài chính quyền nên là vẫn là vợ chồng đấy. Cho nên là em không, cũng sẽ không, chả không, lấy không, ai không. Được. Anh em cầm quyết định của tòa về nhà em trong đềm két rồi. Thế thì hỏi ly hôn chưa lại mới chỉ chết trong tim, khổ quá. Thế thì tóm lại là ly hôn rồi đúng không? Vâng, vâng ạ. Thế bây giờ cần một người phụ nữ, thế mà lại cứ mấy năm nay hay là mấy tháng nay để chỉ đi nói chuyện ảo với một chị Hà Nội đã nhiều tuổi hơn mình thì chớ còn chả làm ăn gì, cứ lè nhè thế này thì làm sao mà đòi vợ chung thủy được. Vợ người ta đã gắn bó với mình, có hai đứa con, người ta còn chả chịu được mình, người ta bỏ đi. Thế thì còn có cái người nào để người ta đến với mình được. Muốn thế thì phải tập trung vào làm ăn đàng hoàng rồi. Thôi thì tai nạn thì tai nạn, nhưng mà cũng lối sống cũng phải tử tế chứ. Các con nó còn thương, nó ở lại, nó chăm sóc bố chứ. Nhiều người cũng chẳng làm ăn được ra tiền đâu, nhưng mà sống tử tế thì vợ vẫn thương và con vẫn thương yêu. Anh Đoàn ơi, ừ. Em sống rất tử tế luôn anh nhá. Ừ, thế con em này. Em mà sống với vợ con rất tử tế luôn anh nhá. Ừ, thế à, thế mà lại khổ thế mình bây giờ. Thế bây giờ ngoài ra thì bố mẹ hay anh chị em có ở gần mình không? Nhà em thì có ít anh chị em, có 18 anh chị em thôi. Thế à, mình là út hay là bé à, lớn? Em là lớn từ dưới trở lên. À, là út, thế xong rồi. Thật ra sự này này. Bây giờ kinh tế có khó khăn lắm không? Em ban nãy nói là có lương, là lương gì? Em có lương của nhà nước ạ. Lương hưu hay lương... Không, em lương em làm cán bộ mà. Tóm lại thế này này, em bị tai nạn nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì sức khỏe lắm và hiện nay vẫn đi làm cán bộ nhà nước đúng không? Vâng. Vẫn vâng, có lương vâng, nuôi được sống bản thân đúng không? Vâng. Ừ. Thế và muốn là đi bước nữa, tức là kiếm một cô vợ nữa đúng không? Vâng. Việc đầu tiên anh khuyên là hãy từ bỏ cái chat chít với lại Zalo đi. Những người phụ nữ đàng hoàng, người ta mãi làm mãi ăn, không ai dành 3 tiếng một ngày nói chuyện Zalo với một cái ông ở đâu mà chưa biết mặt, chưa gặp gì, chứng tỏ rằng là người quá rảnh rỗi. Người phụ nữ đầu tiên mà ở cái tuổi này rồi là phải tập trung vào mà làm mà ăn, kinh doanh buôn bán hoặc là gì đó, chứ không có rảnh rỗi đến mức độ mà ngồi đấy nói chuyện không mài được chuyện đâu mà lấy tiền mà ăn anh, đâu. Anh gọi đây, chị ấy đang làm ở trong công ty. Rồi thì công ty đấy. Thế, thế thì anh nói rằng là mình hãy tìm hiểu những người gần gần xung quanh ấy, những người nào nó phù hợp với mình, không nhất thiết là phải già như chị ấy, có thể chỉ già bằng mình đổ lại thôi, chứ mình cũng không cần ham già đúng không? Mình có 44 chị. Hai nữa là hàng ngày biết nhau rồi, biết rằng à chị là giáo viên dạy cấp 2 ở xã nọ xã kia, trước cũng có một lần chồng, nhưng ông chồng nghiện hút là rồi là bị bệnh là mất rồi, hiện nay đang ở một mình rồi, thấy người rất là đạo
đạo đức, người có lối sống tử tế đàng hoàng, lại còn là đảng viên, lại còn ví dụ có lương, cũng không phải là giàu có gì, nhưng mà có nghề nghiệp ổn định. Thế và qua tiếp xúc mình thấy được, thế thì mình tiến tới tuổi này rồi, đừng có mất công vào những thứ à ơi ở đâu đâu, nó không đâu vào đâu nhá. Anh nghĩ rằng mình sống hết thực tế một chút đi, để bởi vì mình đã không may mắn là cuộc hôn nhân trước thì lần này mình cũng phải xem xét rút kinh nghiệm. Chẳng hạn như cô vợ trước là cô vợ rất là trẻ, thích ăn chơi, lại ham tiền, lại thích diện sắm, thì giờ mình thì ngày xưa lại kiếm được tiền, mình bao bọc, mình chiều cô ấy quá, đến lúc mà ăn chơi nó quen rồi, lúc mình không có được nữa thì người ta đi theo bạn trai của mình, đúng không? Thế thì bây giờ mình thấy rằng ở đời quan trọng nhất là gì? Đó chính là gì? Tinh thần yêu thương nhau này, chịu khó làm ăn này, rồi không quá ham hố về vật chất này, biết đối xử đôi bên nội ngoại tử tế này. Trời có cho sống thì sống với nhau 30-40 năm nữa. Thế vì vậy là không phải 1-2 ngày để mà cô này khỏe lắm, hay cô này ngon lành lắm, hay là cô này có mãnh liệt lắm, mấy cái đó chỉ là để chơi thôi. Thế còn nếu xác định để mà lấy làm vợ, mình phải xác định là sức khỏe là 1, nghề nghiệp là 2, đạo đức là 3 nhá. Rồi, xin cảm ơn anh Đinh Đoàn đã tư vấn cho bạn. Chào bạn nhé, hy vọng bạn sẽ tìm được cái niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Đắk Lắk. Alo, Đắk Lắk đâu ạ? Dạ có ạ. Dạ vâng, tôi đang nghe đây ạ. Dạ, chào trước tiên ạ. Dạ vâng, chào bác. Câu hỏi của bác là gì tôi vậy? Tôi năm nay tôi cũng có một chút việc để hỏi cho gia đình con trai và con dâu thôi ạ. Dạ vâng. Hôn nhân gia đình. Thì nói chung cái câu chuyện thì cũng hơi dài, cho nên tôi xin chương trình cho một chút thời gian. Rồi, bác trình bày nhanh đi. Con dâu và con trai tôi thì con trai năm nay 22 tuổi và con dâu năm nay 18 tuổi. Rồi. Và có một cháu bé thì 1 tuổi rồi, nhưng mà thường xuyên xảy ra xung đột. Rồi. Sau những lần xung đột đấy thì con dâu tôi cứ thường là cắt tay đòi từ tử rồi là bỏ nhà đi. Rồi. Thì giờ hiện tại là con dâu giờ đang về bên ngoài. Vâng. Giờ tôi muốn chuyên gia tư vấn để giúp cho tôi được gỡ rối, để rồi tôi cũng có lời khuyên ngăn với con trai và ấy bên con dâu. Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi đấy ạ? Dạ, thưa chương trình, tôi 48 tuổi ạ. 48 tuổi. Mà sao cho chồng nó lấy vợ lấy chồng sớm thế? Dạ, năm nay thì nói chung là hai đứa nó quen nhau rồi nó quyết tâm cưới, chứ khi đầu thì tôi cũng không đồng ý. Không đồng ý cái thứ nhất là cháu nó đang ít tuổi, để không đồng ý cái thứ hai là thấy con này nó cũng con gái nhưng thấy nó ngang bướng, tôi cũng không đồng ý, tôi can ngăn nhưng không có được. Lấy nhau về chúng nó có làm ăn gì không? Thì thằng đấy thì cũng có đi làm, con đó thì con dâu con trai thì đi làm bên chỗ Thạch Cao, còn con dâu thì vợ chồng tôi cũng xin cho bên chỗ nhà trẻ ấy. Rồi, thế là thành cô nuôi dạy trẻ đúng không? Vâng. Mới 18 tuổi mà đã có con rồi, chứng tỏ là 16, 17 là chúng nó đã lấy nhau rồi, đã kết hôn chưa? Dạ, cháu nói chung là về pháp luật thì chưa đăng ký, nhưng bên hai gia đình thì cũng tổ chức rồi ạ. Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với chị nhé. Dạ, cảm ơn chương trình. Xin chào chị. Bà nội vất vả quá nhỉ, 48 tuổi, đáng lẽ tuổi này là còn vui vẻ lăng quăng, bây giờ thì lo bế cháu nội xong rồi lại con dâu nó bỏ về nhà ngoại rồi vợ chồng nó cứ cãi nhau, thành ra mình cũng đau đầu đúng không? Dạ, quá vất vả đấy anh Đinh Đoàn ạ. Mình có nhiều cháu không em, mỗi thằng cu này chị? Dạ, cảm ơn anh, cho em 3 đứa, một đứa là thằng cu đầu, còn đứa thứ hai thì năm nay thi đại học và một cháu sau thì mới lớp 1 ạ. Ôi trời ơi, thế này cu út lớp 1, thế xong rồi thằng cu cháu nội nó đang mấy tuổi rồi đấy, là chú với cháu là xem nhau nhỉ, ngang tuổi nhau. Vâng. Thôi, mỗi nhà mỗi cảnh, có điều là thế này. Chúng nó cãi nhau vì cái gì chị? Dạ, thưa anh, là cháu nó cứ cãi nhau về, chẳng hạn như chồng đi làm cuối tuần bạn bè tụ tập rồi nhậu nhẹt về khuya, rồi cũng là gây ra xảy ra xung đột. Rồi. Hoặc thằng này thì hay chơi game. Vâng. Nói chung cũng mấy việc linh tinh trong cuộc sống thưa anh. Vâng. Thứ nhất là cơ bản nhất thế này này, các cháu đúng là nó còn cái quá trẻ, 18 tuổi, đáng lẽ các cháu nó đang học lớp 12 đấy,
nó còn đang mải ý ới. Bây giờ nếu mà con gái đi học là học lớp 12, rồi lo thi có thi đại học không, rồi còn học chán chê. Thế mà đây đã bập vào lấy chồng rồi làm mẹ, rồi lại vớ phải ông chồng cũng hơi trẻ con một chút, đã làm bố trẻ con rồi nhưng mà vẫn cứ đi làm được đồng tiền cũng vất vả, lại còn ham nhậu, rồi lại còn chơi. Thành ra là vợ thì nó trẻ, nó mong muốn là có con rồi thì có, nhưng mà một là về nhà trông con, nếu bà trông con cho rồi thì chở vợ đi uống trà sữa, rồi vẫn phải ý éo như cái hồi mà còn đang yêu nhau ấy, vì cái vợ cũng trẻ mà. Tuy là nó đẻ ra con thế nhưng mà về mặt tuổi tác cũng như tâm lý nó vẫn là một đứa trẻ mới lớn, cho nên nó vẫn cứ chí chéo với nhau. Việc đầu tiên tôi mới nhắc rằng thế này này, bây giờ thì các cháu nó đủ tuổi rồi đấy. Nếu như mà gia đình mà quyết tâm cho các cháu thì nhắc các cháu đi làm hoàn thành cái thủ tục đăng ký kết hôn để cho trở thành vợ chồng hợp pháp. Còn cứ để thế này thì đấy là tự cái chuyện, dù có làm đám cưới to ăn mấy trăm mâm đi chăng nữa nhưng mà không được pháp luật công nhận. Xong bây giờ chúng nó lại cãi nhau thế này á. Thế xong rồi nhân tiện chúng nó ở đằng nào cũng chưa đăng ký kết hôn. Cái cô vợ thì trẻ con mà bế con về nhà ngoại, ông bà ngoại mà lại sót con gái, lại bảo là thôi thế thì ở đây luôn, không về đấy nữa. Thế rồi cậu con trai nhà mình cũng ngang bướng đã rồi, thế cũng chẳng cần. Thế là cứ tự giải tán đấy. Mà cái giải tán này là lúc ấy mà đi chả phải ly hôn đi hiếc gì đâu. Tức là thực ra thì cứ sống nháp sống thử, xong rồi không thấy hợp thì tự chia tay là nó chưa đúng pháp luật đâu. Thế cho nên là mình cân nhắc là với các con, là các con có một cái việc rất là lớn, đó là nếu các con quyết tâm là đến với nhau thực sự thì đi làm thủ tục thôi, cưới thì mình cưới rồi, nhưng mà đi làm thủ tục như thế thì con mình sau này, cháu mình nó mới có tất cả các giấy khai sinh, phần bố phần mẹ, rồi con nó đi học nhà trẻ bao giờ tạm bắt nộp cái giấy khai sinh con của mẹ, con của cha, chứ không thể là cái bên này để chống bên kia để chống được, đúng không? Việc như đấy anh là việc đấy em là phải hỏi làm. Chị là rồi. Con thì cháu nó cũng có làm giấy khai sinh nhưng chỉ mang họ mẹ, cho còn họ bố thì chưa có. Đấy, bởi vì đã đang... nữa là ai dám ghi họ bố vào khi mà chính quyền chưa đăng ký kết hôn, làm sao biết đấy là vợ chồng, ví đúng không? Cái thứ hai nữa, ví dụ mà hai đứa nó không sống được với nhau thì về bên con trai thôi có vi phạm pháp luật không anh? Nếu như cô pháp luật đấy. Cái hồi mà cô ấy có con ấy là cô ấy bao nhiêu tuổi rồi? Dạ cháu cưới 56 thì sang 17 là cháu có con. À thôi thế thì không sao. Tưởng là này, nếu như lấy nhau ấy mà có quan hệ tình dục với cái cô đó, mà cái cô đó thực sự là bắt đầu chưa đủ 16 tuổi ấy, thì vi phạm pháp luật là có cái việc là quan hệ tình dục với này, trẻ em chưa đủ 16 tuổi. Tuy nhiên thì cô ấy cũng chỉ chưa đủ 18 thôi, tức là chưa đủ đăng ký kết hôn, chứ còn không vi phạm về cái việc kia. Thế còn thì chưa đăng ký kết hôn thì thực ra người ta cũng không phạt, vì rất nhiều trường hợp hiện nay là bố mẹ cưới nhau rồi, thậm chí là đến lúc con lớn mới dắt tay cả con đi đăng ký kết hôn cũng được, không có vấn đề gì. Hoàn cảnh của mình nó như thế chứ mình cũng không phải là mong muốn gì cả, đúng không? Thế nhưng mà nếu mà thực sự, nếu như không á, mà là các cháu nó dần nó dỗi nhau là cứ tự giải tán đấy, thế là coi như là mình qua một đời vợ nhưng mà cũng không có gì đấy, đúng không? Con thì cũng không được ghi cháu nội mình đấy, nhưng mà cũng không ghi tên bố họ bố, thì nghĩa là cô kia chấp nhận làm người mẹ đơn thân đấy, con tôi đẻ con của tôi đấy, là về mặt pháp lý thì nhắc chị một chút như thế với các cháu. Em hỏi tại vì cô con dâu này là cô ngang ngược bướng bỉnh lắm, vâng, mỗi lần nó giành chồng là nó giành cả bố mẹ chồng luôn, nó không có cho bố mẹ chồng bế con này, rồi hỏi nó cả lời này, khổ rồi thì cho đã tiền bảo, nó không lấy này, đã bảo là trẻ con mà. Chứ người ta mới khuyến khích rằng là phải, tuy là pháp luật công nhận là 18 là con gái, 20 là con trai, nhưng mà cũng đừng cứ đợi đúng ngày ấy, còn học hành đi, đã trưởng thành một chút, có công ăn việc làm, mở mang trí tuệ, đi đây đi đó, rồi cũng có nâng cao hiểu biết, ứng xử văn hóa, rồi hẵng bước vào hôn nhân. Nhưng mà vì các cháu nó chưa được trang bị cái gì, ở nhà nó đang được chiều được chuộng, xong rồi lại đang có người yêu, rồi còn mày tao tao chí chóe, rồi chở nhau đi cà phê, đùng một cái vừa làm vợ vừa làm mẹ vừa làm dâu, mệt hết cả hơi. Thế thì mình cũng thứ nhất là phải thông cảm. Thế nhưng mà cái thứ hai nữa là mình cứ trách rằng là cái con này nó ngang, nhưng mà mình cũng phải nói rằng là
mình cũng phải nhắc cả con trai mình ấy, vì tuy là 22 tuổi cũng chả lớn hơn cô kia bao nhiêu đâu, mình đi làm thạch cao chả biết lương được bao nhiêu, nhưng mà cứ ăn ăn nhậu nhậu lỗng chết, thì nhắc là bây giờ này con nhớ rằng con bây giờ là bố rồi, có trẻ con rồi, làm tháng được 6 triệu đưa 5 triệu đây mẹ giữ cho, vừa là đi chợ cơm cháo cho ấy, rồi mẹ còn rồi còn sữa cho con, rồi rảnh rỗi thì về nhà mà trông con đi, mẹ anh trông cho cả ngày, rồi vợ nó cũng đi làm, thế thì vân vân, để thấy rằng là tuy 22 nhưng mà có trách nhiệm với vợ, rồi thương vợ, rồi thậm chí ban đêm thì chịu khó bế con cho vợ, bảo em ngủ trước đi một lúc, rồi anh bế từ giờ đến 12 giờ để thay ca, em thì ngủ từ 10 giờ đến 12, vân vân, đại khái là để nó cảm thấy ấm áp thì nó mới luôn muốn gắn bó nhá. Mà trước mặt con trai thì nó đi làm, nhưng con dâu thì thích thì nó đi làm, không thích thì nó cũng ở nhà ngủ, rồi con mẹ thì bế con cho, rồi đến 3 giờ chiều nó về thì mẹ cũng lo là giặt giũ rồi con cãi tươm tất rồi. Con nó nhưng còn mà quá nhỏ. Một lỗi này là nó cứ mỗi lần cãi nhau là nó cứ từ từ. Nó lấy dao nó cắt tay. Dạ. Rồi nó hai vợ chồng tôi thì ở riêng cũng không có biết, nhưng mỗi lần như thế là con trai là cứ phải gọi mẹ bố mẹ về để can thiệp. Trời tôi ơi. Về can thì cũng không có được, thì nó lì, bắt đầu nó lì bỏ vỡ miệng chai, nó bỏ vô mồm để nó nhai. Vâng. Ừ dạ. Thế thì càng lại thì tôi nếu thấy sợ lắm. Thế, vâng, sợ thế cho nên lại càng không gây áp lực. Hai đứa trẻ còn rất là trẻ mà lại không ở với bố mẹ, lại còn cứ tự hơi một tí cãi nhau mà lại còn cả bố mẹ gọi bố mẹ đến để can thiệp hộ ấy. Bây giờ kể cả bố mẹ cô gái kia này cũng phải hiểu rõ thực trạng của các con, hai bên gia đình cùng vun vén, mình sang mình nói chuyện với ông bà, thật sự ra là các cháu nó lấy nhau chúng tôi cũng không ưng đâu, bởi vì chúng nó còn quá trẻ, nhưng mà thôi chúng nó cứ quyết tâm thế thì bây giờ cả hai đứa cùng dở hơi ông bà, cả hai đứa còn rất là trẻ con, thôi mình bây giờ mình phải vun vén cho các con, dây bầu chả mang quả bầu thì còn thế nào. Cháu gái nếu nó có bế con về bên này, ông bà lại khuyên hộ rằng dù sao chăng nữa thì cũng là vợ là chồng rồi, có cái gì thì cứ từ từ bảo nhau, thế sao vân vân. Đại khái là đừng bên kia đừng có chiều, cứ mỗi lần mà cứ có cãi nhau trong bế con về, thế là bố mẹ lại bảo ờ thế về đây mà ăn, ở được thì ở, không ở thì cứ về đây tao nuôi. Có những gia đình thương con gái cứ hay dạy dỗ như thế đấy, con nuôi được trọn đời đâu. Rồi thì tất nhiên là giai đoạn đầu lấy chồng nó sẽ có những cái trục trặc vất vả khó khăn, nhưng mà bố mẹ thì cũng phải đẩy con vào để thấy rằng là đời này nó không dễ dàng đâu, lấy chồng đẻ con rồi xây dựng một cuộc sống gia đình nó vất vả, chứ mà lại cứ ngon lành như ở thời ở nhà được bố mẹ chiều thì lấy đâu ra, đúng không? Đấy, thế cho nên anh là cháu nó về bên thì vợ chồng tôi thì không lui tới được, vì ở xa thì chúng tôi thường xuyên gọi điện, nhưng mà vâng, cứ về bên là nó cấp máy, nó chặn máy, chặn số hết, kể cả số nó rồi số bè bố mẹ nó chặn máy. Vâng, mình trao đổi với cái ông bà thông gia để người ta cũng nắm được tình hình, bởi vì nói thế chứ dại ra mà hôm nào mà hai cháu nó mâu thuẫn quá, xong cái con kia nó làm cái điều dại dột ấy, nó cưa cổ cưa cai, nó uống thuốc sâu thuốc dày ấy, thế rồi gia đình người ta đột ngột, người ta không biết, người ta thương con người ta kiện mình ấy chứ, đã kết hôn không có đăng ký kết hôn, đã tảo hôn xong rồi còn gây áp lực, xong rồi để đến nỗi cô gái phải tự tử, thế là liên lụy rất nhiều thứ. Nhưng đối với các cháu thì thật sự là phải cẩn trọng và cần sự vun đắp của hai bên. Còn các cháu nó ngang ấy mà, ví dụ như nó muốn thế nào ấy, cứ để cho chúng nó tự giải quyết. Mình cũng không cần nói rằng là con này nó ngang lắm, nó láo lắm, chồng nó đi làm thế mà ở nhà nó chỉ ngủ. Thật ra nó mới 18 tuổi đầu, nó vừa đẻ con nó bé bằng tí. Mình có nuôi con rồi mình mới biết gớm, nó bu, nó dày, nó giữa, nó ôm rồi. Đêm để thức, lúc thì đái dầm, lúc thì thay bìm, cũng mệt lắm. Thế cho nên là nhiều người á, người ta lấy chồng, người ta sinh con được nghỉ tận 2 năm ấy, không phải làm gì ấy. Thế nhưng mà vì hoàn cảnh của mình không cho phép nên cháu nó đã phải đi làm. Mình cũng thương cháu một tí. Nhưng mà lưu ý là... Ơi, em chỉ còn nói với chương trình thôi, chứ thực tế là em thương nó lắm. Em thương nó hơn con gái em. Đúng, thương nhưng là mà tốt. Thương cháu lắm. Cháu nồi nó quỷ ông, quỷ bà, nó điều suốt ngày à. Đấy. Chứ mẹ thì... nó không theo, mà nó chủ yếu nó theo bố, theo ông bà không à. Rồi, mình càng thương cháu thì lại càng phải thương con dâu nhá. Bởi vì cái cháu là do con dâu nó đẻ ra. Chứ đừng có chỉ vì thương mỗi cháu mà con dâu thì chê rồi cuối cùng nó chặn đường, nó không cho gặp cháu được đấy. Rồi, chị đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn rồi chứ. Xin chào chị nhé. Cảm ơn anh Đinh Đoàn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thành phố Hải Phòng. Alo Hải Phòng đúng không ạ? Dạ,
em muốn hỏi chương trình hai vấn đề ạ. Một vấn đề thứ nhất là em vừa rồi có đi khám bác sĩ bảo rằng em là bị bệnh sùi màu gà mà em đã đốt 2 lần rồi mà em vẫn đang là lo lắng sợ nó mọc lại ạ. Em rồi. Muốn bác sĩ tư vấn cho em. Và cái thứ hai nữa là chồng em đi làm ở nước ngoài về đã 4 năm rồi mà tại sao với em đọc ở trong đấy thì nói là thường là 3 tháng đến 6 tháng nó phát sinh bệnh mà chồng em về những 4 năm rồi mà bây giờ em lại bị lây bệnh như thế ạ. Rồi, các bạn bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Em lên hơn 42 ạ. À, thế còn anh ta? Chồng em cũng 42 ạ. À, thế à. Rồi, thế là bạn phát hiện ra sùi màu gà cách đây lâu chưa? Em bị hàng 3 tháng nay ạ. 3 tháng nay, thế anh ý thì có cái nốt là sùi không? Em thì kiểm tra thì không có nhưng mà em bắt chồng em đi kiểm tra là chồng em không chịu đi. Thử máu thì thấy không? Dạ. Có thử máu không? Em thì cũng có xét nghiệm mà bác sĩ chưa cho kết quả. Còn đợi vừa rồi em lên lần thứ hai. Lần đầu tiên thì em khám ở dưới tỉnh thì tỉnh không, ở dưới bác sĩ dưới tỉnh không thử cho em. Vừa rồi em phải đi Hà Nội thì Hà Nội cũng có lấy kết quả xét nghiệm nhưng mà chắc tuần tới em mới có kết quả. Rồi, và bạn đã đốt nốt sùi rồi đúng không? Vâng ạ, em đốt 2 lần, lần trước cũng đốt xong về, cái là 1 tuần sau nó lại mọc lại ạ. Chị Vũ Minh Phượng, bác sĩ của chương trình sẽ tâm sự với bạn nhé. Chị chào em. Vâng, em có em có 2 thắc mắc. Một thắc mắc là mình có nốt sùi màu gà. Thế và cứ đốt xong rồi nó lại mọc đúng không? Thế thì sùi màu gà là một cái bệnh nó cũng lai dai, nó cũng khó chữa đấy, chứ không phải đốt một lần là nó khỏi hết đâu nhá. Thế thì phải kiên trì thôi. Thế và hy vọng rằng là cái lần vừa rồi ý, sẽ có xét nghiệm và lần tới này em lên này, tức là 2 lần rồi thì vừa kết hợp với đốt mà vừa kết hợp với một cái biện pháp khác nữa. Cho em hỏi bác sĩ có bệnh viện pháp gì khác nữa ạ? Thì nó có thể như là áp lạnh này và đôi khi dùng thuốc này nhá. Thế thì có thể là phải phát hiện kết hợp nhiều cái biện pháp khác nhau. Nhưng mà một cái rất là quan trọng là em có vẻ như đang nghi là em lây từ chồng đúng không? Thế mà có chắc không? Thì vâng, em cũng chắc như thế mà vì chồng em đi về hơn 4 năm rồi mà em thì không có gì cả, nhưng tại sao nó lại mắc cái bệnh này? Em thấy bác sĩ tư vấn là qua đường tình dục. Cũng có thể đa số là qua đường tình dục. Thế nhưng mà vấn đề là em chữa khỏi đúng không? Nhưng mà chồng em không đi khám và chồng em không chữa thì cái ổ bệnh nó vẫn còn nằm đấy, thì em chữa cũng bằng vô ích. Đúng không? Em chữa xong khỏi rồi em lại đi vào cái ổ dịch, em lại mắc dịch thôi thì cứ tạm ví như thế đi. Xong rồi em chữa lại một mình em chữa. Từ hôm em đi đốt nên em giận chồng em không không cho sinh hoạt gì ạ. Trước mắt mình giận quá thôi chứ còn nó cũng không phải là giải pháp vĩnh viễn đúng không? Trừ trường hợp là chia tay nhau. Thế thì em cũng đã hiểu được rằng là cái nguồn gây bệnh, ổ gây bệnh ấy nó còn ở đấy mà chưa triệt được. Vì vậy về nguyên tắc ấy là phải cả hai cùng đi khám và điều trị, và em phải thủ thỉ với chồng thôi. Làm thế nào đấy để mà thuyết phục được chồng đi chữa rồi cả hai cùng chữa đúng không, thì nó mới dứt điểm được cái bệnh đó. Thế có con chưa? Em có cháu rồi. Có mấy rồi? Em có 2 cháu lớn, một cháu có gia đình, một cháu thì còn đang đi học ạ. Tóm lại là khi mà có bệnh thì nó rất là mệt mỏi. Em hỏi bác sĩ, em muốn là nên là có con thì bây giờ em hỏi con thì em muốn lo cái bệnh của em, cái bệnh này có thể chữa được không ạ? Có ảnh hưởng gì đến tính mạng gì không ạ? Về tính mạng thì khẳng định thì là gần như là không có. Thế nhưng mà cái chữa thì nó rất lâu và cũng phải theo đuổi chữa. Đó, thế thì ngoài cái việc chữa đôi khi nó không phải là trực tiếp nhưng mà nó lại để lại cái hệ lụy khi mà mình có bệnh ở trong người ấy. Nó lo lắng, nó mệt mỏi rồi là từ đấy nó lại làm cho sức khỏe mình giảm sút rồi là nó cứ như thế, nó gọi là cái vòng xoáy ấy. Nó phát bệnh ra, nó cứ lung tung đi. Vì vậy thôi thì đừng giận. Cũng có thể là mình không kiềm chế được và cũng giận một chút để cho ông ấy thấy rằng mình cũng rất là mệt mỏi với điều trị bệnh. Vì vậy mà mình giận. Như vậy chiến lược lâu dài thì phải làm như thế nào để đưa ông đi chữa? Bởi vì ông ấy cũng cần phải khỏi bệnh mà, chồng mình mà, đúng không? Cho nên phải điều trị cả hai thì rồi nó mới đỡ mất thời gian và đỡ tốn kém em nhé. Rồi, cảm ơn bác sĩ, xin chào ở bạn nhé. Chúc bạn có sức khỏe thật tốt và gia đình hạnh phúc. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hà Tĩnh. Alo, Hà Tĩnh đâu ạ? Hà Tĩnh đâu rồi? Alo, nghe thôi, anh ơi. Rồi, bạn trình bày câu hỏi đi. Dạ, em vừa em là năm nay mới có 33 tuổi. Rồi. Sinh 2 đứa con rồi mà
sinh hiểu khi là sinh sinh mổ à, rồi, đẻ mổ à, rồi đẻ mổ như là cùng cháu bé năm đấy là cũng được năm thứ 4 thôi. Rồi em muốn sinh một đứa con nữa thì của được anh ạ. Tức là bạn đang có mấy đứa nhóc rồi? Hai đứa rồi anh ạ. Đứa đầu và đứa thứ hai là bao nhiêu tuổi? Đứa đầu là năm nay cũng 6 tuổi, đứa thứ hai năm nay 4 tuổi thôi anh. Và hai lần ý đều là sinh mổ à? Dạ. Và bây giờ bạn muốn sinh cháu thứ ba thì dạ, không biết là có an toàn cho mẹ không đúng không? Đứa thứ hai là 4 tuổi rồi. Chị Vũ Minh Phượng, bác sĩ của chương trình sẽ trả lời những băn khoăn của bạn nhé. Chị cho em. Thế thì từ khi mà sinh con thứ hai 4 năm nay ấy thì mình có áp dụng biện pháp kế hoạch nào không? Áp dụng kế hoạch nào cả chị ạ. Thế mà cứ em thả. Em là cũng đặt vòng cũng không là dùng kế hoạch chứ chị, gọi em khi mà tăng suất của em là em là xuất ra ngoài, là xuất ra ngoài. Thì dùng cho nó ra khỏi á. Đúng rồi, thế thì cũng gọi là kế hoạch, đúng không? Nhưng mà bằng cái biện pháp gọi là mình xuất ra ngoài, đúng không? Dạ, thế đúng và rồi. Đúng rồi, thế em bản lĩnh đấy. Ừ, rất bản lĩnh vì chắc cũng thương vợ hai lần mổ rồi hả? Dạ. Ừ, thế và lần này thì con thứ hai 4 tuổi. Các em là bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Chồng bao nhiêu tuổi? Vợ năm nay 13 tuổi. Rồi, con trẻ mà. Ừ, con trẻ mà. Mà mổ đẻ xong thì xong hai em bé. Và hai em bé như lần trước ấy là các em cũng lên kế hoạch tốt đấy. Tức là em bé đầu mổ đẻ này, xong là 2 năm sau thì mẹ đẻ tiếp em bé nữa, đúng không? Đấy, yeah. Trong 2 năm là cái thời gian mà theo khoa học người ta nói là cái dạ con nó phục hồi lại rồi á. Đấy, do bị mổ mà. Thế thì lại có em bé 2 và em bé thứ 2 là 4 năm rồi. Và nếu không có bệnh gì thì các em hoàn toàn có thể sinh con được mà. Có nghĩa là như là vừa em có sinh được con đấy phải không? Ừ. Em hỏi chị lần thứ hai này, giả như mà như em không muốn sinh nữa mà vừa được 4 năm thôi chứ. Ừ. Như là sinh đứa thứ ba đó là mà vừa có sinh được không, để cho sinh được hay là... Là sinh được, là sinh được nếu như không bị làm sao cả, vợ không bị bệnh gì. Đúng không? Chồng vâng, cũng tại vì trong tại trong 4 năm đấy nó cũng có nhiều cái thứ nó có thể xảy ra. Tóm lại là bây giờ các em là có nguyện vọng có thêm con, đúng không? Con hai con lớn thì nó cũng tạm gọi là đến 6 tuổi 4 tuổi và bây giờ ước ao có thêm một em bé nữa, chắc nhà cũng có điều kiện à. Muốn có thêm con. Thế thì trước khi mà có quyết định là có thêm con thì cả hai vợ chồng đi khám sức khỏe đi, xem là mình có bị cái bệnh gì không, nhất là các cái bệnh liên quan đến nam học và phụ khoa của vợ ấy. Thế sau đó thì nếu có bệnh thì mình về mình điều trị. Thế còn nếu không thì vô tư thôi, là có thể là đẻ được nha. Nếu không nó vẫn sinh được. Vẫn sinh được. Sinh không, ý em hỏi là nếu không nó vẫn sinh được, cho lần mổ không mổ vẫn được phải không? À, cái chuyện mổ hay không mổ thì quyết định sau. Nói chung là thường đã mổ trước rồi thì về sau là mổ. Thế và mổ đẻ thì một khi đã quyết định thì hai lần mổ đẻ rồi mà. Bây giờ nó cũng tương đối là an toàn. Tương đối. Rồi, nha. Bạn đã yên tâm hơn được chưa? Xin chào bạn nhé. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng. Cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Alo, Hà Nội đâu ạ? Alo. Tôi đang nghe đây ạ. Câu hỏi của chị là gì ạ? Câu hỏi tôi thế này nhé. Tôi thì năm nay là từ Hà Nội. Nhưng tôi có cháu gái nay học lớp 9. Mà cháu nó cứ hàng tháng nó có kinh là nó cứ đau bụng. Rồi. Đau bụng lắm. Nên đau bụng đau bụng ở cái mức độ là cháu không ăn được cơm. Nhiều hôm đi học về nó cũng mệt mỏi. Rồi, chị là mẹ cháu ạ? Tôi là bà nội của cháu ấy. À, thế ạ. Vâng. Thế là cháu có kinh từ khi nào? Cách đây bao lâu rồi? Cuối lớp 7. À, thế là 2 năm nay nó cứ đau thế mỗi lần có kinh. Cháu lớp 9, vâng. Vâng, đau. Tức là khoảng 2 năm nay đúng không chị? Vâng, rồi, thế bố mẹ nó đâu mà nó không... Bố mẹ thì nếu này anh Văn thông cảm. Dạ. Bố mẹ thì bố thì cũng đi làm về xây dựng, mẹ nó thì đi công ty. À, thế là đâm ra là ở Bà Nội là chính, đúng không? Bà Nội thì chủ
yếu là hàng ngày nhà cơm nước cho cháu phục vụ, thì cháu nó cứ thế thì cũng hỏi nhiều người rồi, cũng đưa cháu đi khám thì những người ta cứ phụ nữ cũng là cứ đang tuổi sinh nở, tôi trước thì không có thế đâu. Rồi bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ tâm sự với chị nhé. Vâng ạ. Vâng, chào chào bà nội ạ. Bà nội hay bà ngoại? Chào bác sĩ Vũ Minh Phượng ạ. Vâng. Ôi trời, bây giờ mới được gặp bác. Ôi trời ơi, quý hóa quá. Nghe suốt đấy bác. Thế ạ. Vâng, vâng. Chương trình lắm. Vâng. Đấy, nghe nó cũng có ích bà nội nhỉ. Rồi đến lúc đến lượt cháu mình nha. Đúng không? Thế là mình cũng đỡ bị lạc hậu quá, hoặc là mình cũng cập nhật để mà nuôi cháu đấy. Nuôi con xong rồi bây giờ là nuôi cháu, vì bố mẹ nó cũng lại bận công việc. Thế thì chỉ có đến cái lúc mà đến ngày kinh nguyệt thì cháu nó mới đau thôi gì ạ? Vâng ạ, đến ngày kinh nguyệt thì cháu đau. Vâng, thế bà nội có theo dõi xem là cái kinh nguyệt của nó có đều đặn không? À, báo cáo bác sĩ này, báo cáo kinh nguyệt của cháu nó đều lắm. Ừ, mấy ngày? Tháng nào nó cũng đều, chỉ có 3 ngày hoặc là ra 3 ngày đi là nó hết kinh thôi. Có ra nhiều không bà? Nó ra bình thường, nó không ra nhiều lắm đâu, nhưng mà cháu nó cứ đau bụng. Vâng, tức là mọi thứ là bình thường, đúng không ạ? Vâng. Nhưng chỉ có cái là đau bụng thôi. Thế thì cháu nó có kinh nguyệt từ năm lớp mấy? Cháu có kinh nguyệt từ năm cuối lớp 7. Cuối lớp 7 tức là gần 2 năm rồi đấy nhỉ? Vâng, sang lên lớp 8, là năm nay lớp 9 là vâng, lớp 9 cuối rồi. Năm lớp 9 rồi, vâng. Thế thì cái đau bụng ấy là cũng nhiều em bé gái nó đau, nó còn ngất đi cơ. Vâng. Thì một là nó do cái trong cơ thể nó, cái hành kinh nó do... nó tiết ra một cái loại hormone ấy, mà cái hormone này nó làm co bóp tử cung để nó tống máu kinh nguyệt ra ngoài ấy. Nhưng mà nếu mà nó tiết ra nhiều quá, nó làm cho co bóp mạnh quá, nó cũng đau. Cái thứ hai nữa là do cái tư thế tử cung ấy. Ví dụ như là có người thì đau lưng vô cùng, do tư thế tử cung nó đè, nó nghiêng ra đằng sau. Hoặc là cháu mình thì đau bụng. Cho nên là mỗi người nó sẽ có một khác. Tuy nhiên rằng là kinh nguyệt nó cứ đều đặn này, giả ra máu nó không có vấn đề gì và chỉ bị đau bụng, bà nội thì sót, bà thì bao giờ cũng vậy mà, sót mà. Và để ý nhiều quá đâm ra sót thì cái khi mà cháu đau ấy thì bà có thể giúp cháu là bây giờ thì ít túi chườm thì mình lấy nước cho vào cái chai. Vâng ạ, cô ạ. Vâng, đấy, xong là quấn vào cho cháu nó chườm. Cái thứ hai nữa là cho cháu nó ngâm nước nóng, ngâm chân ấy. Ngâm chân nước nóng. Thế rồi là trong những cái ngày đó hoặc là trước bắt đầu đến kỳ kinh nguyệt ấy thì những cái ngày đấy cứ cho cháu nó ăn ngải cứu ấy, trắng trứng ngải cứu, ăn tăng lên bằng các cái cách mà giúp bên ngoài như vậy, nhẹ nhàng như vậy thì có thể là gọi là hết đau hẳn thì cũng khó, nhưng mà cái đau nó sẽ nhẹ hơn thì chịu khó khắc phục. Thế còn lại mà bằng các cái cách đó mà nó cũng không hết đau thì đành phải uống thuốc giảm đau bà. Vâng. Nhá, bởi vì cháu nó lớp 9 nó còn đi học mà. Vâng, bác sĩ này này, tôi thì tôi không có con gái. Vâng. Vâng. Con trai thôi. Vâng. Thì bây giờ mới có cháu gái. Vâng. Lấy nước đau chườm cháu như thì nó cũng chườm thôi thì nó đỡ, nhưng còn không biết là để ngâm chân cho cháu hoặc là cho ngày cứu. Vâng. Bà cứ gần gũi với cháu để mà đôi khi nó chia sẻ cái đau bụng đi thì nó cũng cảm thấy nó nhẹ nhàng ấy. Thế còn khi nào mà cháu nó đau quá thì mua thuốc giảm đau cho cháu nó uống nhá. Thì là vâng, đau quá thì hãng uống, còn đừng lạm dụng thuốc, mà nó thuốc mà, nó không phải là thuốc bổ. Đấy. Thế cho nên đừng lạm dụng. Cháu uống bao giờ không dám làm ạ. Vâng, vâng. Thì chỉ có báo cáo bác sĩ là làm như thế, mà nếu nay mai mà bác sĩ hướng dẫn thì mà là khỏi thì tôi sẽ gọi điện lại vâng. Vâng ạ, vâng, nó rồi. Sẽ đỡ đi thôi ạ. Vâng, dạ, vâng. Thế chào bà nội nhé. Chào bác sĩ, chào chương trình nhá. Vâng, chào bà nội.